Chương 11 Tần Thư thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía giám đốc, giám đốc Phương, lát nữa tôi muốn lên hát. Giám đốc này cũng họ Phương, là một thân thích xa của Phương Mộ Hòa, giúp Phương Mộ Hòa quản lý quán bar và hội sở. Giám đốc Phương cười nói, vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây, giống trước kia chứ ạ à, vừa đàn vừa hát. Tần Thư gật đầu, lại nói, mang cái thùng xin tiền của tôi tới đây, đúng rồi, lại làm cho tôi cái mã QR, hiện tại rất nhiều người ra cửa không mang theo tiền mặt. Giám đốc Phương Bạc nhất, cậu bị sặc đến ho khang, cậu thèm tiền đến điên rồi à? Tần thư trừng cậu một cái, ai cần cậu lo? Bạc nhất dựa vào sofa, ngửa mặt lên trời thở dài. Mỗi lần tần thư ca hát xong sẽ cầm cái thùng giấy nhỏ đi quanh sân khấu một vòng, không chủ động muốn tiền boa, nhưng người bình thường nghe cô hát xong cũng ra tay rất hào phóng dù sao nếu đổi thành cậu thì cậu sẽ không làm được như vậy, đánh chết cũng không cầm thùng tiền đi quanh sân khấu, nếu gặp phải người quen, mặt biết giấu vào đâu. Đại khái Tần Thư cũng quen rồi, cô lớn như vậy, thời gian ở nước ngoài chiếm một phần ba, cảm thấy lấy tiền qua cũng không có gì, dù sao cũng là lao động kiếm được. Cậu chuẩn bị hát bài gì? Bạc Nhất hỏi cô. Tần Thư lại bất động thanh sắc nhìn về phía hàng phái, cô nói, bài hát từ thời mẹ Phương, một khúc tình ca nhẹ nhàng, có thể khiến người nghe đồng cảm. Cũng không biết hàng phái có thích loại này không? bậc nhất. Cậu thiếu tiền à? Nếu thiếu thì nói với tớ, tớ đưa hết tiền của tớ cho cậu, cậu muốn hát cũng được, nhưng đừng cầm cái hộp tiền màu hồng nhạt của cậu được không? Xin cậu đấy. Cậu buông ly rượu, chắp đôi tay lại. Tần thư, quỳ xuống cũng vô dụng. Phía sân khấu, giám đốc Phương đã chuẩn bị xong, ban nhạc chơi xong một bài đã dừng lại sang một bên nghỉ ngơi. Không có âm nhạc trốc en rôn, quán ba nháy mắt an tĩnh lại. Tần thư cởi áo khoác để một bên, chỉnh lại trang phục, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói với bạc nhất, lát nữa cậu với mẹ Phương phải quét mã ủng hộ tớ. Cô buông ly rượu, đứng dậy lên sân khấu bên kia. Nhạc dạo quen thuộc của khúc dương cầm vang lên, thu làm biết chơi dương cầm, đối với khúc này cũng không xa lạ gì, cô nghiêng mặt nhìn về phía sân khấu bên kia, ngay sau đó giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên, thanh âm nhỏ nhẹ. Hàng phái cũng xoay người lại nhìn, thấy người ngồi trước dương cầm, anh sửng sốt, là tần thư. Cô mặc áo dệt kim màu trắng cổ thấp rộng, lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp, hoàn toàn nhập tâm vào âm nhạc. Thu Lam vốn muốn nói với anh chuyện kia chỉ là còn chưa kịp mở miệng, khúc dương cầm này đã vang lên, cô ngắm hàng phái, thấy anh nhìn chuyên chú như vậy cô cười nhạt nghe hát hay xem người vậy ánh mắt hàng phái vẫn luôn chăm chú trên người tần thư anh nói xem người hát cũng không tồi thu lam lại nhìn về phía sân khấu đàn ông các cậu đều thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy sao hàng phái lại nói có rất nhiều người trẻ tuổi hơn cô ấy cũng có không ít người so với cô ấy còn đẹp hơn thu lam không rõ lắm cô xoa xoa huyệt thái dương có lẽ là vì uống nhiều rượu quá hàng phái nhìn đồng hồ tới đây đã sắp nửa giờ cô đông xã tây xã một câu quan trọng cũng chưa nói cậu bảo tớ đến đây uống rượu tiêu khiển cùng cậu à thu lam chờ bài hát này kết thúc tớ nói với cậu phương mộ hoàng nghe xong điện thoại đi vào quán bar ngồi ở vị trí của tầng thư lắc lắc ly rượu vang đỏ câu rất lâu trước kia anh có em em có anh đâm thẳng vào tim anh bài hát này anh và triệu mạng địch từng sông ca trước kia cũng là tầng thư đàn dương cầm cho bọn họ anh lấy di động vô thức nhập vào 10 con số dãy số này anh không lương nhưng chưa từng quên cho dù là rất nhiều năm không nghĩ đến bạc nhất ngắm phương mộ hòa nhìn màn hình di động nửa phút qua đi anh vẫn còn đang ngay ra ngày thường cậu quen trêu chọc phương mộ hòa nhưng giờ khắc này cậu cũng thu liễm ngón tay phương mộ hòa ở trên màn hình vuốt ve nửa ngày cuối cùng lại xóa toàn bộ dãy số đi anh dùng sức nắm chặt di động trực tiếp ném lên bàn một ngụm cạn sạch ly rượu vang đỏ. Sao kỳ kỳ lại hát bài hát khó nghe như vậy? Anh không vui dùng ngữ khí khó chịu nói với Bạc Nhất. Bạc Nhất thầm nghĩ, đây không phải là bài trước kia anh thích nhất sao? Cậu nhún vai nói với Phương Mộ Hòa, ai biết, chắc tại đầu óc cậu ấy có hố. Phương Mộ Hòa dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng nghe Tần Thư đàn hát. Trong đầu vẫn luôn nhớ lại một vài hình ảnh trước kia, tất cả đều có liên quan đến triệu mạng địch làm thế nào cũng không đè xuống được trên sân khấu một khúc nhạc đã kết thúc tần thư thu hồi bản nhạc nghiêng mặt nhìn về phía hàng phái đúng như cô dự tính anh nhìn thấy cô hiện tại còn đang nhìn cô cô cười nhếch mày đứng dậy đến hậu trường lấy cái hộp tiền kia hàng phái chợt cười hóa ra cô đã sớm nhìn thấy anh đánh đàn ca hát chính là muốn nói cho anh cô nhìn thấy anh còn là ở cùng một người phụ nữ dường như cô không hài lòng cho lắm Thu Lam vừa quay mặt lại nhìn thấy khóe miệng hàng phái có một nụ cười nhẹ, cô chế nhạo, mị lực của mỹ nữ thật khác biệt, một ánh mắt cũng có thể khiến cậu cười. Hàng phái, là rất khác biệt. Anh lại lần nữa nhìn đồng hồ, nếu cậu không có việc gì, tớ xin lỗi trước không tiếp được. Nói bây giờ đây. Thu Lam lại nói với ba tender muốn một ly rượu, lúc này mới đối diện với hàng phái, muốn tìm cậu cố vấn chút vấn đề tình cảm, tớ nhất thời đi vào ngõ cục. Hàng phái uống mấy ngụm rượu, tớ không am hiểu chuyện này, để tớ giới thiệu cho cậu một chuyên gia tư vấn về phương diện tình cảm. Thu Lam, tâm lý của tớ không có vấn đề gì. Cô biết hàng phái không có kiên nhẫn, cũng không vòng vo nữa, chính là tớ yêu thầm một người, dạo này đột nhiên cảm giác hình như mình già rồi, đã sắp 30, hơn nữa người đàn ông kia cũng đã đến tuổi lập gia đình. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cậu nói, tớ có nên thổ lộ không? Hàng phái biết người đàn ông này chính là anh, lúc cô hẹn anh buổi tối gặp mặt, anh đại khái đã đoán được cô muốn làm gì, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, càng kéo dài sẽ càng hỏng việc nên anh đã tới. Nếu cô để lại đường sống không thẳng thắng, anh cũng không cần thiết phải vạch trần. Hàng phái giả vờ không biết, hỏi cô, tình cảm người đàn ông kia đối với cậu thế nào? Thu Lam sửng sốt, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này. Cô lắc đầu, không biết, dù sao cũng không chán ghét tớ với anh ta quen biết rất nhiều năm nói xong lại tùy tiện bỏ thêm một câu so với cậu còn biết sớm hơn nửa năm anh ta đối với tớ không tồi cũng chỉ là không tồi hàng phái gõ chén rượu nhưng không uống nữa lặng im một lát mới nói nếu có thể khiến cậu yêu thầm lâu như vậy đương nhiên sẽ không kém loại đàn ông này không có khả năng mình thích một người phụ nữ cũng không biết anh nói trắng ra nếu quen biết nhiều năm như vậy anh ta cũng không tỏ vẻ gì vậy thì chứng tỏ anh ta không có ý tứ phương diện kia với cậu. Cho cô thời gian tiêu hóa, hàng phái lại nói tiếp, đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của tớ, không đại biểu người kia cũng nghĩ như vậy, nếu là tớ, một khi có hảo cảm đối với người phụ nữ nào tớ đã sớm theo đuổi rồi. Thu Lam gắt gao nắm chặt tay, "Ta, à, một tiếng, đàn ông như các cậu mà còn chủ động theo đuổi phụ nữ sao? Thật là chuyện lạ." Hàng phái có phải cậu có hiểu lầm gì với đàn ông như chúng tớ không anh nói đàn ông như tớ là thẳng thắn nhất biết chính mình muốn gì trong lòng thu lâm ngũ vị tạp trần cảm giác bị cự tuyệt đau như xuyên qua trái tim cô còn chưa thổ lộ đã bị uyển chuyển từ chối như vậy từ sơ trung cô một đường đuổi theo bước chân anh nhiều năm như vậy anh tình nguyện thử ở chung với người phụ nữ trong nhà giới thiệu cũng không suy xét tới cô cô dùng sức nắm chặt cái ly như vậy thật không cam lòng Thu Lâm uống một hơi cạn sạch ly rượu, rượu mạnh đốt cháy khiến dạ dày đau đớn khó chịu, mặc dù như vậy cũng không áp được nỗi đau trong lòng, cô quay đầu nhìn về phía hàng phái, cười nhạt, đêm nay chậm trễ thời gian của cậu rồi, còn chuyện có thổ lộ hay không đúng là tớ nên cẩn thận nghĩ lại. Cô hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, anh và người trong nhà giới thiệu kia không thành, cho dù thành thì không bao lâu nữa sẽ tan. Tần Thư cầm hộp tiền của cô chậm rì rì đi quanh một vòng, thu được không ít tiền boa khi đến chỗ hàng phái, người phụ nữ bên cạnh anh đã rời đi. Tần Thư đặt hộp tiền trước mặt anh, ghé vào bàn, cười nhìn anh, ai nha, người quen, vừa rồi cách khá xa chỉ cảm thấy đẹp, không nghĩ tới là anh. Hàng phái nhìn bộ dáng giảo hoạt của cô, bỗng nhiên cười, còn tưởng rằng em sẽ không vui. Anh không dùng từ ghen. Tần Thư tay nâng má, buồn bã nói, sao lại không vui? Cáo kỉnh không phải đặt quyền chỉ bạn gái mới có sao? hàng phái, không phải bạn trai bạn gái cũng có thể nháo, em náo loạn anh sẽ dỗ danh. Anh lấy ví tiền ra, bên trong không có nhiều tiền mặt lắm, hơn một ngàn tệ toàn bộ bỏ vào, lại lấy di động ra quét mã QR, chuyển khoảng hai vạn cho cô. Tần thư nhìn anh, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào một bên mặt của anh, đặc biệt mê người. Cô nói, về sau anh ít tới những nơi thế này thôi, buổi tối không an toàn. Anh không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ với anh sao? hàng phái ngước mắt cười được nghe em tần thư cô nói bừa vậy mà anh lại đáp ứng rồi hàng phái cất di động trên lầu có khu nghỉ ngơi anh lên đó chờ em nhé cũng mặc kệ cô có đáp ứng hay không anh đã đứng dậy rời đi tần thư suy tư nhìn bóng dáng anh lại nhìn di động của mình chuyển khoảng hai vạn cô không click mở đưa hộp tiền cho nhân viên mời các anh ăn khuya nhân viên quán ba cười cảm ơn tần tiểu thư tần thư đi tìm bạc nhất và phương mộ hòa bạc nhất đang chơi game phương mộ hòa dựa trên sofa có vẻ là ngủ rồi ồn ào như vậy mà anh ấy còn có thể ngủ được bạc nhất chắc là bận rộn quá lúc nãy lại uống không ít rượu tần thư đắp áo khoác của mình lên người phương mộ hòa rượu vang đỏ còn ở trên bàn bạc nhất đang vùi đầu chơi game cô tranh thủ lúc cậu không để ý rót nửa ly này cậu muốn đi đâu bạc nhất cảm giác được thân ảnh của cô rời đi nhưng đang bận rộn chơi game đầu cũng không ngẩn tần thư đi tìm anh rể cho cậu bậc nhất đừng đi lung tung tần thư ừ chỉ ở bên này thôi không đi xa nơi này là địa bàn của phương mộ hòa nhân viên ở đây đều biết tần thư cậu cũng không quản nhiều tiếp tục chơi game tần thư bưng rượu vang đỏ đi lên lầu cô rất quen thuộc với nơi này biết khu nghỉ ngơi hàng phái nói ở chỗ nào khi qua đó hàng phái đang hút thuốc Thấy cô tới, Hàng Phái dập tắt điếu thuốc. Tần Thư ngồi xuống đối diện anh uống một ngụm rượu vang đỏ, khi cô nhìn về phía Hàng Phái thì Hàng Phái cũng đang nhìn cô, ánh mắt anh rất sâu, cô vẫn duy trì vẻ mặt trầm tĩnh, anh muốn em lên đây làm gì? Hàng Phái, dỗ em. Chương 12. Tần Thư không phải là đối thủ của Hàng Phái, lời âu yếm anh nói thẳng ra như vậy cô không biết tiếp thế nào, ánh mắt thâm thúy của anh càng là thứ cô không thể chống đỡ được sau một lúc lâu cô hỏi dỗ thế nào cũng không dám đối diện với anh hàng phái hỏi gì đáp nấy lúc này tần thư mới lại nhìn anh nói giỡn chỉ vậy thôi sao chuyện này đối với hàng phái đã là nhượng bộ lớn nhất trong nhiều năm qua bất kể là chuyện tình cảm hay trên phương diện làm ăn cũng chưa từng có mặc kệ cô hỏi gì anh cũng sẽ trả lời như vậy còn chưa đủ hàng phái cười vậy em nói đi anh làm theo Tần Thư đặt ly rượu vang đỏ bên môi, lúc này ly rượu thành thứ duy nhất có thể giúp cô che giấu để cô sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn, vừa rồi em đùa thôi, em không cáu kỉnh đâu. Hàng phái cũng không miễn cưỡng, lần này anh nợ em, về sau lúc nào cũng có thể tìm anh. Tần Thư nhìn anh chầm chầm mấy giây, tìm anh làm gì? Hàng phái, anh đã nói muốn dỗ em, nếu bây giờ em không muốn thì cứ ghi nợ đi. Tần Thư xoa giữa mày, không biết có phải do em uống nhiều quá rồi không? hứng. Hàng phái không rõ. Tần Thư, em uống có chút rượu vang đỏ, hình như xuất hiện ảo giác rồi. Phương Mộ Hòa không chỉ nói một lần, anh nói hàng phái bất cận nhân tình, cũng không có kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ. Hàng phái suy nghĩ một lát, đại khái đoán được cô muốn biểu đạt cái gì, anh nói, kiên nhẫn và thời gian, tùy người mà khác nhau. Nếu một chuyện em không muốn làm thì sẽ không có thời gian. Lại quay về đề tài lúc nãy, đêm nay là anh sai trước đã nói với em là đến hội sở nói chuyện với bạn lại bị em bắt gặp ngồi ở quán bar uống rượu với phụ nữ anh chủ động giải thích cô ấy là bạn học của anh làm đầu tư bọn anh đã từng hợp tác mấy dự án rồi đêm nay cô ấy muốn tìm anh cố vấn vài chuyện cá nhân nên không lên hội sở tần thư hơi kinh ngạc không nghĩ tới anh sẽ giải thích nghiêm túc như vậy cô cười anh vừa giải thích như vậy lại khiến em cảm thấy hình như em không nói lý Nói xong lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hàng Phái duỗi tay bắt lấy ly rượu của cô, "Uống ít thôi, mặt em đỏ lắm rồi." Thấy anh đứng lên, cô ngửa đầu, "Anh phải đi về à?" Hàng Phái nửa đùa nửa thật, "Người còn chưa dỗ xong, anh nào dám về." "Tần Thư." Hàng Phái kéo cô, "Lần trước không phải em hỏi anh có biết chơi đàn dương cầm không à? Đi đàn một khúc cho em nghe." Tần Thư không thể tin nổi, anh thật sự muốn xuống lầu chơi đàn á? cô thì không sao cả đã quen biểu diễn như vậy có đôi khi chỉ là thích náo nhiệt một chút nhưng để hàng phái đánh đàn cho nhiều người như vậy ở quán ba nghe trong lòng anh không bài xích sao hàng phái hướng về phía cầu thang tần thư theo sát bên anh thôi về sau có cơ hội lại đàn chuyện hiện tại có thể làm tại sao phải để sau này hàng phái nghiêng mặt nhìn cô xuống lầu tần thư tìm giám đốc phương giải thích tình huống giám đốc phương cho người đi tìm cầm phổ, giống quyển ở nhà Tần Thư, là các bản nhạc Tần Thư thích bọn họ tự đóng thành sách. Anh có muốn luyện một chút không? Tần Thư hỏi hàng phái, dưới sân khấu nhất định có không ít người hiểu đàn, lỡ lát nữa đàn sai thì không tốt chút nào. Hàng phái cự tuyệt đề nghị của cô, không cần, sai thì sai thôi. Hàng phái ngồi trước dương cầm, đàn thử mấy âm, nhiều năm không chơi tay thật sự rất gượng, cũng may là còn nhận ra được bản nhạc. Tần Thư đứng ở bên cạnh anh, anh muốn đàn khúc gì, em tìm giúp anh. Hàng phái, khúc nào cũng được. Tự anh dở đến trang số 23. Tần Thư nhìn anh liếc mắt một cái, anh đối với con số 23 này cứ chấp nhất như vậy sao? Hàng phái đứng dậy lấy microphone, đơn giản nói vài câu, anh đã nhiều năm không đụng tới dương cầm, khó tránh khỏi mắc lỗi mong mọi người thông cảm. Mọi người dưới sân khấu cũng không chú ý mấy, chỉ mãi hồ nháo uống rượu, người chú ý đến thì còn vỗ tay cổ vũ anh, tiếng vỗ tay thư thất còn kèm theo tiếng huyết sáo nhưng trong nháy mắt đã bị âm thanh ầm ĩ bao phủ. Một câu cuối cùng, hàng phái tắt microphone đi, anh nói, khúc nhạc này dành cho kỳ kỳ nhà tôi. Trái tim tần thư rung lên, đợi bình tĩnh lại cô quay đầu, bảo giám đốc Phương mang cho cô một ly rượu. Giám đốc Phương không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cho người rót một ly, chỉ rót một chút xíu. Tiếng đàn vang lên, đoạn thứ nhất đã bị lỗi rồi. Hàng phái cũng không để ý, vừa nhìn nhạc phổ vườn nghiêm túc đàn. Không đủ liền mạch, lực độ nên có cũng không có, nhưng tần thư nghe rất nhập tâm, khúc nhạc này là người đàn ông này đặc biệt đàn tặng cô. Dưới quầy ba Bạc nhất vừa mới chơi xong một ván game, lơ đã ngẩng đầu lại thấy hai người trên sân khấu, người đánh đàn là hàng phái, đứng ở bên cạnh anh ta là kỳ kỳ. Cậu Kinh Hải vội vàng gọi Phương Mộ Hòa, mẹ Phương, tỉnh 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 tỉnh, nhanh lên. Phương mộ hòa đầu choáng ván, vừa rồi anh ngủ cũng không sâu, hiện tại cực kỳ khó chịu, lăn sang một bên chơi đi. Anh tức giận gạt tay bạc nhất. Bạc nhất cũng muốn chết, ai nha, xảy ra chuyện lớn rồi. Kỳ kỳ đoạt đàn ông của người khác rồi. Cái gì? Phương mộ hòa ngồi dậy. Kia kìa. Bạc nhất chỉ lên sân khấu. Đôi mắt phương mộ hòa hiếp lại nhìn về phía sân khấu bên kia, sau khi thấy rõ người đàn ông đánh đàn anh nói với bạc nhất cậu có bệnh phải không bạc nhất không kịp so đo giải thích nói người ta là hàng phái có bạn gái rồi buổi tối đến đây cùng một người phụ nữ rất thân mật cùng nhau uống rượu kết quả vừa rồi kỳ kỳ nói cô thấy hàng phái đẹp trai còn nói cái gì mà tìm anh rể cho em em tưởng cậu ấy chỉ nói chơi thôi ai ngờ cậu ấy thật sự đi tán tỉnh hàng phái cậu đứng lên không được em phải nhanh chóng đưa kỳ kỳ xuống bây giờ cậu ấy là đang vô pháp vô thiên dám ở trước công chúng đùa dẫn đàn ông bạc nhất mới vừa đi hai bước đã bị phương mộ hòa túng trở về cậu nghỉ ngơi đi với chỉ số thông minh này của cậu đáng đời cậu không theo đuổi được người mình thích bạc nhất cậu thật muốn dỗi đi về nhưng sự thật bày tại đó cậu đã gửi đáp án đi nhưng đối phương còn chưa đáp lại sau khi hoàn hồn cậu vẫn không thể nhìn kỳ kỳ như vậy thật là không có tí dáng vẻ tục nữ nào tuy rằng từ trước đến nay cậu ấy không liên quan gì đến tục nữ, nhưng trước mặt người ngoài cũng nên thu liễm một chút chứ. Nếu như bị bà nội Tần biết cậu ấy lại làm loạn ở quán ba thì chắc chắn sẽ nhốt cậu ấy lại. Phương Mộ Hòa thấy Bạc Nhất muốn làm thật, anh giải thích, hàng phái không có bạn gái, anh ta là người trong nhà kỳ kỳ giới thiệu cho kỳ kỳ, cậu đừng lo chuyện bao đồng. Bạc Nhất chấp chớp mắt, sau một lúc lâu, vì sao anh biết mà em không biết? Phương Mộ Hòa, những việc này chỉ có người thông minh mới có thể biết. Bạc nhất Phương mộ hòa uống nửa ly nước đá đã tỉnh táo hơn, anh lại nhìn lên phía sân khấu, lúc này mới phát hiện hàng phái đang chơi đàn cho kỳ kỳ nghe. Hàng phái đang dỗ dành phụ nữ. Thật mẹ nó không bình thường. Phương mộ hòa chăm một điếu thuốc, nhìn một màn trên sân khấu vẫn cảm thấy không thể tin được. Không riêng gì Phương mộ hòa, còn có vài người nữa cũng cảm thấy không thể tin được, bọn họ đều quen biết hàng phái, vừa rồi ở quầy ba bên kia uống rượu thấy hàng phái ở trên sân khấu. Ngay từ đầu tưởng nhận sai người còn cố tình vòng đến trước sân khấu, không sai, là hàng phái. Bọn họ cầm rượu lập tức lên lầu. Trong phòng đang chơi cực kỳ náo nhiệt, bọn họ gấp không chờ nổi nói, mọi người biết hàng phái đang làm gì không? Nghiêm trầm ngước mắt, tăng ca, chạy bộ. Nếu không thì là đang trên đường chạy bộ nói xong cả phòng đều cười ầm lên bọn họ hiểu hàng phái anh ta với bọn họ không giống nhau cơ bản không có thời gian tiêu khiển hà cánh nam nói một câu hàng phái ở dưới lầu nghiêm trầm sao có thể mấy người vừa đi lên hà tổng nói đúng hàng phái ở dưới lầu còn đang chơi đàn bên cạnh có một em gái cực kỳ xinh đẹp chắc chắn không phải hàng sầm lông mày nghiêm trầm nhíu lại thật hay giả mấy người kia làm biểu tình lừa anh thì kiếm được tiền chắc nghiêm trầm không đánh bài nữa đi đi xem kỳ lạ quá bọn họ ồn ào như một tổ ông đi xuống tìm hàng phái hạ hà cánh nam cũng buông bài bọn họ xuống lầu vừa hay anh có thể trở về cậu không đi à nghiêm trầm dừng chân chờ hạ cạnh nam hạ cánh nam xua tay các cậu chơi đi tôi về đây nghiêm trầm hỏi về công ty à hạ cánh nam trên tay còn vài dự án nữa nhân viên đang tăng ca tôi đi qua xem sao anh mặc áo khoác vào nói với nghiêm trầm đêm nay cảm ơn cậu nghiêm trầm cười hai ta không cần khách khí lần sau có rảnh cùng nhau ăn cơm rời khỏi phòng cả người hà cánh nam thấy thoải mái hơn hẳn cái vòng này anh không quen thuộc là vòng bạn bè của nghiêm trầm anh và nghiêm trầm là bạn học cũ quan hệ của hai người không tồi nghiêm trầm thường xuyên giới thiệu nhân mạch cho anh làm quen làm cái ngành này của anh, năng lực cá nhân quan trọng, nhưng nhân mạch càng quan trọng hơn, xã giao cũng không thể thiếu. Mà anh không thích nhất chính là xã giao, giống như đêm nay, đánh bại uống rượu, anh không nhấc nổi chút hứng thú nào. Chưa đi được mấy bước đã có người quay lại. Sao đã quay lại rồi? Nghiêm trầm hỏi. Hàng phái đánh đàn xong về luôn rồi. Bọn họ lại lộn về phòng chơi tiếp. Hà cánh nam hỏi nghiêm trầm, cậu cũng về à? Nghiêm Trầm, ừ, mai còn phải đi công tác. Hà Cảnh Nam gật đầu, hai người sống vai rời đi. Cơn thèm thuốc của Nghiêm Trầm nổi lên, anh hỏi Hà Cảnh Nam có muốn đến khu hút thuốc làm một điếu rồi về không? Vừa rồi trong phòng có phụ nữ, các cô quá cường thế, không cho bất cứ kẻ nào hút thuốc. Hà Cảnh Nam, nếu không thì xuống bãi đổ xe dưới lầu. Nghiêm Trầm cũng được, không khí ở đó cũng tốt. Nói xong đột nhiên nhớ ra, à, đúng rồi. Lúc trước tớ đến trại nuôi ngựa còn gặp được một học sinh cũ của cậu. Anh có ấn tượng rất sâu với cô gái đó, ngày đó chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, nhưng hình như cô gái đó không nhớ anh. Hà Cạnh Nam, ai? Nghiêm trầm, không nhớ rõ tên, nhưng hình như trước đây nghe thấy cậu gọi là Kỳ Kỳ. Bước chân Hà Cánh Nam hơi dừng lại, trả lời, vậy à? Nghiêm trầm, ừ, đi cùng với Phương Mộ Hòa, còn có một nam sinh tuổi sắp xỉ kỹ thuật cưỡi ngựa không tồi hai người đi đến thang máy giọng nói cũng càng ngày càng xa mà ở bên khu nghỉ ngơi chơi xong khúc nhạc đó hàng phái cầm hai cốc nước đi cùng tần thư về khu bên này đưa ly rượu cho anh em uống nước đi hàng phái đổi ly rượu trong tay tần thư ngữ khí trách cứ không thể uống rượu còn một hai muốn thể hiện tần thư nửa ly đã say vừa rồi uống phải đến một ly rượu vang đỏ hiện tại hơi choáng Say thì chưa say, nhưng thấy hơi mệt mỏi. Vừa lúc khát nước, cô uống hết cốc nước hàng phái đưa cho cô. "Em có thể ngủ một lát không? Buồn ngủ quá, từ sau khi về nước em chưa được ngủ ngon hôm nào cả." Ngừng một lát cô lại nói, "Ngủ nửa tiếng rồi chúng ta về nhà." Tần Thư uống rượu xong có vẻ nói nhiều hơn. "Được." Hàng phái gọi người phục vụ mang tới một cái thảm lông. Tần Thư dựa ở sofa, đắp thảm lông lên người dưới tác dụng của cồn không bao lâu đã mơ màng sắp ngủ. Hàng phái nhìn mắt cá chân cô, vẫn là không đi tất, chân em có lạnh không? Nói xong anh không lưng dùng mu bàn tay khẽ chạm một chút, lạnh toát. Tần thư hữu khí vô lực, ưm, một tiếng. Hàng phái nhìn cô mấy giây, cởi áo khoác của mình, nâng hai chân cô đặt lên đùi mình. Tần thư đột nhiên mở mắt ra, anh làm gì thế? Hàng phái, nâng chân lên ngủ thoải mái hơn, còn có thể che chân cho em. Tần Thư, không cần, che cũng không ấm được, cũng không phải là túi trường nóng. Nói xong cô muốn thu chân lại, lại bị hàng phái đè trên đùi không cách nào nhúc nhích được. Động tác của hàng phái nhẹ nhàng lại cực kỳ kiên nhẫn, dùng áo khoác bọc chân và đùi cô lại, thấp giọng nói với cô, ngủ đi, một tiếng sau anh gọi em. Chương 13 Hà cánh nam và nghiêm trầm xuống bãi đổ xe, đột nhiên nghiêm trầm nhìn thấy người quen, Thu Lam cách đó không xa đang gọi điện thoại, thanh âm nghẹn ngào, bước chân anh dựng lại, ánh mắt ý bảo hạ cánh Nam đi chỗ khác. Hai người tới một chỗ thùng rác bên đường chăm thuốc. Hạ cánh Nam cũng biết Thu Lam, anh hỏi nghiêm trầm, cậu có xích mít với Thu Lam à? Vừa nãy anh cũng không để ý đến Thu Lam có chỗ nào không thích hợp. Nghiêm trầm, hình như là đang khóc, chắc là có liên quan đến hàng phái. Hạ Hà cánh Nam gật đầu, việc tư của người khác anh không tiện hỏi nhiều. Nghiêm trầm phun ra một làn khói, quan tâm một câu, quan hệ với Doãn Nhất Kiều vẫn ổn chứ. Doãn Nhất Kiều là vợ trước của Hạ Cánh Nam, tốt nghiệp đại học không bao lâu, Hạ Cánh Nam và Doãn Nhất Kiều đã kết hôn, không được mấy năm lại ly dị, 6-7 năm trôi qua, Hạ Cánh Nam vẫn còn độc thân. Hiện tại thật trùng hợp, Doãn Nhất Kiều cũng làm việc ở Hải Nạp, là phó tổng của ngân hàng đầu tư. Nói đến Doãn Nhất Kiều, Hạ Cánh Nam cũng không nhiều lời, cũng được với tính cách của cô ấy không có gì là ổn hay không nghiêm trầm cười dù sao đủ để khiến cậu đau đầu hạ cạnh nam nhất kiều còn được công tư phân minh sau khi ly hôn có thể hòa bình làm việc chung đã là khó có được anh thở dài người khó quản còn chưa có tới đâu nghiêm trầm hửng vừa nói vừa gõ gõ tàn thuốc sau đó nhìn về phía hạ cạnh nam còn ai sắp tới nữa hạ cánh nam kỳ kỳ nghiêm trầm hà cánh nam ném đầu thuốc lá đi tớ về trước đây ngày mai còn phải đi gặp khách hàng quan trọng sáng mai hẹn gặp tổng giám đốc của tần thị cũng chính là ba của tần thư đến khi quán ba sắp đóng cửa phương mộ hòa mới tỉnh ngủ bạc nhất ở bên cạnh vẫn như cũ đắm chìm trong trò chơi quên cả thời gian lúc nãy khi hàng phái đàn dương cầm phương mộ hòa tính chờ biểu diễn dương cầm kết thúc thì đi tìm tần thư nào ngờ buồn ngủ quá lại ngủ thiếp đi mất anh nhìn quần áo trên người là của tần thư nghiêng đầu hỏi bạc nhất kỳ kỳ đâu bạc nhất cúi đầu chăm chú nhìn màn hình di động thất thần nói chắc là đang đi chỗ nào chơi đi đâu phương mộ hòa đã tỉnh táo hơn nhìn đồng hồ hơn ba rưỡi sáng bạc nhất cũng không rõ ràng lắm trả lời ba phải thế nào cũng được chắc là lên hội sở tần thư nếu về nhà nhất định sẽ nói với bọn họ một tiếng chắc là lên trên lầu chơi với hàng phái rồi phương mộ hòa gọi vào số di động của tần thư không ai nghe gọi hai lần cũng không được anh đoạt lấy di động của bạc nhất vẫn còn chơi cậu để ý một chút có được không hơn nửa đêm kỳ kỳ còn uống rượu đi đâu cậu cũng không biết có tin anh ném vỡ cái điện thoại của cậu hay không phương mộ hòa tức giận ném điện thoại lên bàn bạc nhất đuối lý trước khi ngủ phương mộ hòa đã dặn dò bảo cậu đừng chỉ lo chơi game phải để ý đến tần thư kết quả cậu vừa vào trò chơi thì không ngóc đầu lên được phương mộ hòa cổ trách cậu cũng không dám phản bác sờ sờ cái mũi nếu không chúng ta đi lên lầu tìm xem phương mộ hòa tức đến ngực khó chịu gọi giám đốc phương ra hỏi có nhìn thấy tần thư không giám đốc phương tần tiểu thư và hàng tổng ở khu nghỉ ngơi trên lầu hai mỗi lần tần thư đến đây phương mộ hòa sẽ dặn dò bảo anh ta cho người chăm sóc kỹ tần thư không cho phép xảy ra vấn đề gì sau đó chỉ cần Tần Thư đến quán ba, mặc kệ cô có uống hay không, trong chừng cô đã thành phản xạ có điều kiện của anh ta. Phương Mộ Hòa nhẹ nhàng thở ra, đi thẳng lên lầu 2, Bạc Nhất cũng đứng dậy đi theo. Tới lầu 2, chỗ cửa bậc cầu thang có một người đang đứng, cậu ta cúi người với Phương Mộ Hòa, Phương Mộ Hòa gật đầu, người này là giám đốc Phương sắp xếp phụ trách an toàn của Tần Thư. Đến khu nghỉ ngơi, bước chân của Phương Mộ Hòa ngơ ngẩn, ánh đèn bên kia rất tối, hẳn là giám đốc phương bảo người tắt hết đèn tường đi. Dựa vào ánh sáng qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy hai người đang ngủ. Tần thư nằm trên sofa đắp thảm lông, đôi chân được bọc trong cái áo khoác tối màu, hẳn là áo khoác của hàng phái, mà hàng phái ngồi ở phía chân tần thư, cứ thế dựa vào sofa mà ngủ. Ôi xích, tình huống gì đây? Hai mắt bạc nhất trừng lớn, không thể tưởng tượng được nhìn hai người đó. Phương mộ hòa liếc mắt một cái, nói nhỏ chút không ai bảo cậu là người câm đâu. Phương Mộ Hòa xoay người xuống lầu, ai, mẹ Phương, anh cứ như vậy mà đi à. Mặc kệ kỳ kỳ à. Bạc nhất cộc 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 xuống lầu, đuổi theo Phương Mộ Hòa hỏi. Phương Mộ Hòa nhỏ giọng nói, hàng phải lo cho em ấy không phải còn tốt hơn chúng ta sao? Giám đốc Phương đứng chờ ở cầu thang tầng 1, hỏi, có cần đánh thức bọn họ không ạ? À? Phương Mộ Hòa, không cần, bật máy sưởi trên lầu lớn lên một chút, đừng quấy rầy bọn họ. Lại nói, các cậu vất vả rồi, trực ban đến trạng sáng đi. Phương Mộ Hòa và Bạc Nhất rời đi, ô tô chậm rãi rời khỏi hội sở. Một lát sau, Bạc Nhất bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Mộ Hòa, mẹ Phương, trước kia không phải anh kiên quyết không cho kỳ kỳ buổi tối đơn độc ở chung với người khác giới sao? Hôm nay anh lại dung túng cậu ấy như vậy. Phương Mộ Hòa, cậu lại không phải không biết ngày thường giấc ngủ của kỳ kỳ không tốt, hiếm khi ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy mà em ấy còn có thể ngủ được. Càng khó có được hàng phái nguyện ý nhượng bộ với em ấy. Dù sao nếu đổi thành anh, anh không làm được như hàng phái, mệt mỏi một ngày còn ngồi ở sofa tạm bợ chỉ vì dỗ dành một người phụ nữ. Tình yêu chính là một kiếp nạn, nếu đã gặp, ai cũng không trốn được. Trước kia là anh, hiện tại là hàng phái xem ra cho dù là đàn ông lý trí cũng không có ngoại lệ bậc nhất anh nói hàng phái đối với kỳ kỳ là thật lòng sao cậu không lo lắng về nhân phẩm của hàng phái chỉ sợ hàng phái vì áp lực trong nhà mới làm vậy kỳ kỳ nhìn qua rất đàn ông nhưng trong xương cốt vẫn là một cô gái chính hiệu cho dù bị hạ cánh nam cự tuyệt cậu ấy vẫn luôn coi tình yêu là tín ngưỡng của mình Cậu hy vọng cậu ấy có thể gặp được người đàn ông thật sự đối tốt với cậu ấy chứ không phải vì những nguyên nhân khác. Phương Mộ Hoa nhìn về phía cậu, chính cậu cũng là đàn ông, dưới tình huống nào thì cậu chịu ủy khuất bản thân như thế chứ? Bạc nhất, khi thích một người. Phương Mộ Hoa, vậy không phải là được rồi sao? Tần Thư ngủ thẳng đến 6 giờ sáng hôm sau, một giấc ngủ này rất sâu, cả người đều được thả lỏng, đầu óc cũng không hề choáng váng nữa. Khi mở mắt ra, cô sững sốt, nhìn khắp một vòng nơi này là hội sở sau đó còn thấy một người đang ngồi bên chân cô chính là hàng phái lúc này cũng đang nhìn cô thanh âm hàng phái khàn khàn tỉnh rồi à tần thư cô vội nhắm mắt nhớ lại toàn bộ chuyện tối hôm qua sau khi nhớ lại cô để cánh tay lên mắt nếu cô nhớ không nhầm thì từ tối hôm qua đến giờ hai chân cô vẫn ở trong ngực hàng phái tần thư đang cố gắng bình phục tâm tình hàng phái không quấy rầy cô lấy di động ra, vừa nhìn đã thấy có mười mấy cuộc gọi nhở. Tối hôm qua để yên lặng, sau đó vẫn luôn không chú ý đến điện thoại. Mười mấy cuộc là của hàng sầm, có hai cuộc của Thu Lam. Còn có không ít tin nhắn uy chát. Hàng sầm, em phải về Luân Đôn đây, không cần phải quá nhớ em đâu. Em chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh và ông nội rồi, yêu mọi người. Còn một tin khác, à, ngày 27 em lại về hàng phái cất di động, tần thư vẫn còn nằm ở đó. Anh vỗ nhẹ chân cô, em còn muốn ngủ tiếp à? Tần thư, không ngủ, để em bình tĩnh lại một chút. Cô vẫn không chịu bỏ cánh tay xuống, hỏi anh, sao tối hôm qua anh không gọi em dậy? Hàng phái bỏ áo trên chân cô xuống, anh nói, gọi rồi, nhưng em nói em buồn ngủ. Sau đó anh không gọi nữa. Vốn dĩ anh ngồi đối diện cô, cô dựa vào sofa ngồi ngủ, vì để cô ngủ thoải mái, anh đặt cô nằm xuống sofa. Kết quả cô luôn nhích tới nhích lui ngủ không yên ổn, sợ cô rơi xuống, anh đành phải ngồi sang đó, đặt chân cô lên đùi anh, sau đó cô ngủ mới an ổn hơn. Áo khoác bị lấy xuống, tần thư cảm giác một trận gió lạnh thổi qua chân, hóa ra cả giày cô cũng bị cởi ra rồi, tối hôm qua rốt cuộc cô ngủ say đến mức nào để hàng phái cởi giày cho cô cô cũng không biết. Hàng phái cầm thảm lông của mình che lại chân cho cô, đứng lên đi, nếu em còn buồn ngủ thì về nhà tắm một cái rồi ngủ tiếp. Anh hiện tại không có thời gian tiếp tục ở cùng cô. Hàng phái mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà tắm rửa thay quần áo đến công ty, buổi sáng còn có một cuộc họp sớm. Tần Thư, em không mệt nữa, ngủ đủ rồi. Cô ngồi dậy, cũng không dám nhìn thẳng anh, cô ấn ấn hai bên huyệt thái dương, không đau không nhức, không giống trước kia mỗi lần ngủ dậy đầu đau như búa bổ. Phương Mộ Hòa nói giấc ngủ của cô quá nông, còn tìm bác sĩ điều trị cho cô một thời gian dài nhưng không có chút tác dụng nào, nên mất ngủ thì vẫn cứ mất ngủ, cho dù ngủ rồi thì chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể khiến cô tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại thì rất khó đi vào giấc ngủ lần nữa. Cũng không biết là do rượu vang đỏ hay là do có hàng phái ở chỗ này mà tối hôm qua cô không mất ngủ, còn ngủ rất ngon. Tần Thư ngước mắt nhìn hàng phái, anh đang xoa xương cổ, lúc này cô mới phát hiện, cô ngủ một đêm mà anh cũng ngồi một đêm cô xin lỗi thật ngại quá khiến anh vất vả cả một đêm hàng phái không sao thời gian không còn sớm anh chuẩn bị rời đi em nhanh về nhà đi anh phải đến công ty không kịp đưa em về tần thư nói cô có xe thúc giục anh đi mau đừng đến muộn nhìn bóng dáng hàng phái rời đi tần thư gọi hàng phái hửm hàng phái dừng chân quay đầu lại tần thư buổi tối em đi chạy bộ cùng anh hàng phái hơi giật mình ngay sau đó anh nở nụ cười cô chủ động hẹn anh hẳn là muốn cảm ơn đêm qua anh bồi ngủ nhưng lịch trình hôm nay của anh kín đặc, buổi tối còn có xã giao có thể chạy bộ hay không khó mà nói được hàng phái suy nghĩ vài giây hỏi cô ban ngày em có bận không tần thư lắc đầu trước lễ giáng sinh em vẫn nghĩ hàng phái gật đầu không có việc gì thì đến công ty tìm anh nhé, hôm nay anh nhiều việc, buổi tối chưa chắc đã có thời gian chạy bộ. Ngừng một chút anh nói, anh sẽ cố gắng đi chạy bộ. Tần Thư nhất thời còn chưa nghĩ xem ban ngày làm gì, càng chưa nghĩ ra đến chỗ hàng phái làm gì, có thể làm chậm trễ công việc của anh hay không, chưa kịp nghĩ quá nhiều cô đã gật đầu. Bóng dáng hàng phái biến mất ở cầu thang, Tần Thư ngồi ngây ngốc trong chốc lát mới tìm túi của mình đến toilet rửa mặt nhìn bộ dáng lôi thôi lết thết của mình trong gương, cô thở dài một hơi. Tối hôm qua không tháo trang sức, ngủ một đêm, tóc tai cũng rối loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không chú ý như vậy, còn là ở trước mặt hàng phái, ảo não một lát cô lại âm thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc ấy ánh đèn ở khu nghỉ ngơi chỉ hơi lờ mờ sáng thôi. Tần thư trang điểm xong đi tìm giám đốc Phương, sau khi cảm ơn xong cô lái xe của Phương mộ hòa rời đi. Khi chờ đèn đỏ, cô gọi điện thoại cho phương mộ hòa phương mộ hòa đang định xuống tầng mở hợp thư ký vừa lúc lại đây đưa cho anh một phần văn kiện là tư liệu về công ty bảo vệ môi trường mà anh muốn thu mua kia anh vừa xem vừa đi đến phòng họp anh hỏi người đến đông đủ rồi chứ thư ký tới hết rồi ạ à? phương mộ hòa gật đầu nghiêm túc lật xem tư liệu lát nữa trong cuộc họp với các cán bộ quản lý cấp cao chính là muốn thảo luận về vấn đề thu mua này hình như công ty bảo vệ môi trường này đang có không ít người cảm thấy hứng thú di động vang lên phương mộ hòa nhìn tên người gọi đến đưa tư liệu cho thư ký đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại dậy rồi à vâng tần thư cười chế nhạo chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ đêm mai em mời anh ăn tiệc lớn cô cũng không nghĩ là tối qua phương mộ hòa sẽ mặc kệ cô ở lại khu nghỉ ngơi với hàng phái dựa theo tính cách của anh hẳn là trực tiếp đập cô dậy lôi về nhà mới đúng nào biết lương tâm anh đột nhiên trỗi dậy khiến cô cảm động quá phương mộ hòa không chút lưu tình nào đã kích cô đừng cảm động anh làm như vậy là bởi vì sắp bị em làm phiền chết rồi khó khăn lắm mới gặp được người thích bị ngược muốn quản em anh cầu còn không được tận thư tâm tình tốt không so đo với anh xuất phát điểm của anh là gì em mặc kệ dù sao em đạt được mục đích của mình là được đúng rồi đêm mai thật sự mời anh ăn cơm đấy phương mộ hòa nhắc nhở cô đêm mai là đêm bình an thật sự muốn ăn cơm cùng anh chứ tận thư cô ngủ đến hồ đồ rồi vội nói lỡ miệng là tối ngày kia tối ngày kia ở chỗ cũ không gặp không về không nói nữa em đang lái xe phương mộ hòa đêm mai là đêm bình an không biết hàng phái sẽ hẹn cô làm gì hàng phái học xong thì bắt đầu xử lý văn kiện nhìn đến ngày trên văn kiện thì nhớ tới sắp đến đêm bình an anh gọi điện thoại cho thư ký đẩy lịch chiều nay sang sáng mai thư ký nhìn lịch trình vâng tôi sẽ sắp xếp lại hàng phái lại gửi tin nhắn cho hàng sầm dậy chưa một lát sau hàng sầm trả lời dậy lâu rồi còn đang đọc sách nè mặt cười thật ra cô đang xem video hàng phái có mà sách nằm trên đầu giường nhìn em thì có hàng sầm thiếu chút nữa bị sặc chết hàng phái liệt kê hết các món quà mà con gái tuổi các em thích ra cho anh Hàng sầm xác nhận, toàn bộ. Hàng phái, ừ. Chương 14 Tần thư về chung cư của mình tắm rửa thay quần áo, giấc ngủ no nê khiến cả người tinh thần sảng khoái, khó được hôm tâm tình tốt như vậy, cô đến phòng bếp làm chút đồ ăn cho mình. Sau khi làm xong chụp bức ảnh gửi cho nhan ngạn, cho cậu thèm chết nè. Nhan ngạn vừa mới tỉnh, nhìn chầm chầm vào bức ảnh một lúc lâu, xác định bạn ăn là chung cư của các cô mới kinh ngạc nói, cậu tự làm à. Tần Thư, không thì ai. Nhan ngạn suy tư, nhanh chóng đánh chữ, tối hôm qua ngủ được với hàng phái rồi à, cho nên tâm tình mới tốt kinh người như vậy, ngủ không nổi dậy làm đồ ăn. Tần Thư cười, treo cô, thiếu chút nữa. Nhan ngạn cũng không ngủ, lăn lóc bò dậy, cái gì gọi là thiếu chút nữa. Tần Thư bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị nhan ngạn gọi điện thoại đến chiếm dụng thời gian. 15 phút sau, Tần Thư nhìn mâm bữa sáng, có thể cho tớ ăn miếng cơm không chờ cậu về chúng ta lại nói tớ sắp đói chết rồi nhan ngạn không phải nói sắc đẹp thay cơm sao nếu cậu thật sự đói bụng thì chạy đi nhìn hàng phái đi đảm bảo no ngay tần thư nhan ngạn cũng không có thời gian nói chuyện tào lao với cô sắp phải đến công ty làm việc rồi mấy ngày nay tớ bận muốn chết nếu không có gì thay đổi thì trước tết nguyên đáng là có thể về rồi đến lúc đó chúng ta vừa nằm vừa nói tần thư ừ không nói nữa ăn xong tớ còn muốn đi dạo trung tâm thương mại nhan ngạn cười tâm trạng tốt mới sáng sớm đã muốn đi dạo phố tần thư sắp đến lễ giáng sinh rồi phải đi xem mua quà gì cho hàng phái nói xong lại hỏi nhan ngạn cậu nói xem tớ nên tặng gì cô chả có chút kinh nghiệm nào từ trước đến nay chỉ toàn nhận quà mỗi năm bạc nhất và phương mộ hòa sẽ tặng quà cho cô cô chỉ mời bọn họ ăn cơm quà thì họ không thiếu đã có phụ nữ tặng rồi. Nhan Ngạn, người đàn ông như hàng phái tớ cũng chưa từng tiếp xúc qua, mà thật ra anh ta chẳng thiếu cái gì cả. Tần Thư, cho nên tớ mới đang sầu lắm đây. Nhan Ngạn nghĩ nghĩ, cậu với anh ta tiếp xúc mấy ngày rồi, cứ dựa theo cảm giác của mình là được, quà tặng cũng không nhất định phải sang quý, quan trọng nhất là hữu dụng, nhất định phải là loại mà mỗi ngày anh ta nhìn thấy được, đừng có tặng cái gì mà anh ta nhận được rồi ném vào trong phòng chứa đồ vài năm sau còn quên mất là ai đã tặng đây là lần đầu tiên tần thư nghiêm túc tự hỏi nên tặng quà gì cho đối phương ngắt điện thoại xong cũng vẫn luôn suy nghĩ ăn xong bữa sáng tần thư đã nghĩ ra nên tặng gì cho hàng phái rồi lái xe thẳng đến trung tâm thương mại tới nơi họ còn chưa mở cửa lớn bằng từng này rồi lần đầu tiên cô tích cực dạo phố như vậy khi trung tâm thương mại mở cửa đúng lúc ông nội gọi điện thoại tới hỏi cô đã dậy chưa ngừng một chút ông hỏi cháu đang ở đâu vậy sao mà ồn ào thế tần thư theo đám người vào trong thang máy mấy ngày nay trung tâm thương mại có hoạt động không chỉ giảm giá sản phẩm mà những người đầu tiên còn có mạ giảm giá vì thế mới sáng sớm người ta đã tới đây xếp hàng cháu đang đi dạo phố thang máy đã đầy người tần thư xoay người đi lên thang cuốn cháu nói cháu đang dạo phố ông nội cực kỳ kinh ngạc quần áo của tần thư cơ bản đều là đặc riêng còn một số khác là bà nội cô mua cho, có rất ít thứ cô phải tự đi mua. Tần Thư cũng không giấu giếm, vâng, mua quà Giáng sinh cho hàng phái. Ông nội nghe xong vui mừng, liên tục cảm khái, được được, các cháu hợp nhau là được, hợp nhau là được. Ông không nghĩ tới cháu gái mình sẽ để bụng như vậy, ban đầu còn lo cô sẽ bài xích kiểu xem mắt như thế này. Tần Thư hỏi ông nội gọi điện thoại đến có chuyện gì, ông nội, không có việc gì, chỉ hỏi xem hôm nay cháu có bận không không bận thì đến công ty với ông tần thư vâng dạo phố xong cháu về một giờ sau chọn quà cho hàng phái xong cô trực tiếp về nhà ông nội ông nội sao đột nhiên lại nhớ đến đưa cháu đến công ty ạ à? tần thư vừa ăn trái cây vừa hỏi ông nội thất thần nói ông sợ cháu ở nhà một mình nhàm chán hôm nay vừa lúc công ty có một cuộc họp ông phải tham dự sau này cháu sớm muộn gì cũng phải về công ty làm việc hiểu biết thêm tình hình cũng không có chỗ nào thì ông nội đang tập trung đeo thử đồng hồ vận động tần thư mua cho ông đeo xong còn ngó trái ngó phải so với mấy cái đồng hồ của ông đẹp hơn nhiều cháu mua cho hàng phái cái gì đấy ông nội nhân tiện hỏi một câu tần thư cười không nói cho ông ông nội nhìn đồng hồ mau đi thôi không thì muộn mất tần thư thấy ông nội đeo cái đồng hồ vận động kia ra ngoài nhưng ông nội mặc sơ mi tây trang cô nhắc nhở ông ai, ông nội, ông quên đổi đồng hồ rồi à, cái này không hợp với quần áo của ông. Ông nội luyến tiếc không muốn đổi, nói, người trẻ tuổi các cháu không phải đều nói thời trang là phải mix and match sao? Dọc theo đường đi ông nội luôn xem văn kiện, Tần Thư ở một bên nhàm chán, sắp xếp lại các văn kiện ông đã xem, chữ trên văn kiện đều là cỡ lớn, một phần văn kiện xếp thành một tệp dày. Ông nội hiện tại vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tần thị nhưng cũng không bận rộn như trước kia rất nhiều chuyện trong tay đã phân cho ba cô và các chú bác đi làm mỗi ngày chỉ đến công ty mở họp hội nghị cấp cao khi sắp đến công ty ông nội mới xem xong văn kiện ông nội trong mắt ông hàng phái là người như thế nào ạ à? tần thư hỏi ông nội bỏ mắt kính xuống không cần tự hỏi đã trả lời cô khi cháu lựa chọn tin tưởng anh ta anh ta nhất định sẽ không làm cháu thất vọng đây là lời đánh giá tốt nhất về một người trẻ tuổi mà cô nghe được từ ông nội tần thư nhìn ông ông nội ông đang nói về phẩm chất trong việc kinh doanh ạ à. ừ ông từng hợp tác với cậu ta rồi rất thoải mái ông nội lại nói trong chuyện làm ăn cũng hiểu được phẩm chất của một người việc nhỏ cũng vậy những chuyện này về sau cháu sẽ từ từ hiểu ra tần thư chờ trong văn phòng của ông nội một lát thư ký đang báo cáo công việc cô thấy chán quá nên xuống lầu tìm ba cô Cô về mấy ngày rồi mới ăn được một bữa cơm với ba mẹ, lại còn rất vội vàng. Tới tầng lầu văn phòng ba cô, không cần phiền thư ký, cô tự mình đi qua, trước cửa phòng khách, ba đang bắt tay tạm biệt một người. Xung quanh còn có một vòng người, lại cách hơi xa nên ba không thấy được cô. Tần Thư nhìn bóng dáng cao nhất trong đoàn người, tay cầm di động cứng lại. Có lẽ ba muốn đi họp nên vội vàng cùng trợ lý rời đi chỉ để lại phó tổng giám đốc lưu ở lại hàng huyên cùng người nọ. Người nọ mặc áo khoác màu xanh biển, vóc dáng thẳng tắp đầy khí chất. Trùng khớp với người trong trí nhớ của cô. Bốn năm rưỡi qua đi, thời gian chỉ lưu lại chút ít, còn mang đi thì nhiều hơn. Tần Thư sớm biết rằng mấy ngày nay cô sẽ phải gặp lại anh, nhưng cho dù là như thế này, trong lòng cô vẫn không hiểu sao rối loạn thành một mảng. Loại cảm xúc dao động này, dựa vào lý trí là không thể quản được sau đó phó tổng cũng vội vàng đi họp người nọ và trợ lý của mình chuẩn bị rời đi khi xoay người hạ cánh nam sửng sốt tần thư đứng ở chỗ ngoặt nhìn biểu tình hẳn là đã sớm trông thấy anh anh phân phó trợ lý vài câu trợ lý rời đi trước hạ cánh nam đi tới người mở miệng chào hỏi trước lại là tần thư cô nỗ lực duy trì sự bình tĩnh trên mặt cười nhạt thầy hạ thật là trùng hợp đâu chỉ là trùng hợp Trước kia cô chạy đến Luân Đôn nhiều lần như vậy cũng chưa gặp được anh một lần nào. Hôm nay cô ở công ty nhà mình đi loan quang lại gặp được anh, nhưng cố tình hiện tại cô không muốn gặp lại anh chút nào. Hà Cánh Nam gật đầu, thật đúng là trùng hợp. Hỏi cô, em đã về rồi à? Tần Thư gật gật đầu. Không khí vốn là xấu hổ, ít nhất Tần Thư cho rằng như vậy. Nhưng Hạ Cánh Nam là ai, chớp mắt đã tìm được đề tài phù hợp, anh cười nhạt, đặc biệt thân thiết lại tự nhiên mấy năm không thấy hình như lại cao thêm một chút rồi. Tần Thư tiếp lời anh, vâng, uống không ít canxi ạ. À. Tần Thư nói từ là viên canxi, từ này phiên âm là gai pin, động âm với gây là phim gây. Hà cánh nam, cô vẫn giống trước kia, mồm miệng không buông tha cho ai bao giờ. Anh lại hỏi cô, có biết chuyện đi làm sau nghỉ lễ không? Tần Thư gật đầu. Vậy thì cô cũng đã biết anh là cấp trên của cô, những lời khác không cần phải nói thêm nữa, Hạ Cánh Nam nhìn đồng hồ, em rảnh không, buổi trưa mời em ăn cơm. Tần Thư biết dụng ý của bữa cơm này, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tránh cho tâm tình cô bị dao động, anh nhận việc khởi động trước cho cô. Ăn cơm xong lại tâm sự chút, ở công ty gặp lại hẳn là cũng sẽ không quá xấu hổ. Chuyện gì anh cũng nghĩ chu đáo, cho nên lúc trước cho dù bị anh cự tuyệt như vậy, cô cũng không thể oán anh một chút nào. Cô cười cười, mời ăn cơm là muốn mượn sức người cấp dưới này sao ạ? À? Hạ cánh nam cười nhạt, xem như là mượn sức em đi. Đối với một lãnh đạo, việc đau đầu nhất là gặp được một cấp dưới làm được việc nhưng tính tình lại khó bảo như em. Đánh không được mắng không xong, chỉ có thể cẩn thận mà cung phụng. Tần Thư Một lát sau hạ cánh nam nói lại chuyện chính, vốn dĩ cũng định trước khi em đi làm thì mời em một bữa cơm. Cho cô thời gian giảm sóc trong lòng anh không biết hiện tại trạng thái tâm lý của cô thế nào nhưng lần trước gặp nhan ngạn nhan ngạn nói kỳ kỳ vẫn chưa yêu đương chỉ luôn có một mình hơn bốn năm qua đi anh không xác định được liệu cô đã thoát ra chưa hạ cánh nam thu hồi suy nghĩ nói tiếp sau lễ anh bận cũng không có thời gian ở công ty tranh thủ hiện tại vừa lúc nói rõ chuyện công việc của em đến lúc đó em trực tiếp đến công ty báo danh là được tần thư cảm ơn thầy hạ hạ cánh nam khẽ nhất, ý bảo cô đi đến hướng thang máy. Khi sống vai cùng anh, khóe mắt Tần Thư không khỏi ngắm anh một chút, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì. Xuống lầu, xe của Hạ Cánh Nam đã tới, có cả trợ lý trong xe. Tần Thư nói tự mình lái xe đến nhà hàng, Hạ Hà Cánh Nam cũng không miễn cưỡng cô nên anh rời đi trước. Tần Thư lại lộn trở lại lên lầu lấy chìa khóa xe từ chỗ trợ lý của ông nội cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại cô cho rằng khi gặp lại hạ cánh nam cô có thể tiêu sái ứng đối lúc ấy cô còn ở trước mặt bạc nhất khoác lác nói muốn dùng khí thế áp đảo hạ cánh nam nhưng cô không làm được hạ cánh nam đến nhà hàng sớm hơn tầng thư 10 phút là một nhà hàng tại gia khẩu vị thiên về thanh đạm trước kia đã tới vài lần với nghiêm trầm sau đó anh cũng thành thói quen thường xuyên đến bên này chỉ là không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy gặp được nghiêm trầm đi cùng còn có hàng phái nghiêm trầm và hàng phái nói chuyện công việc ở gần đây tới gần giữa trưa hai người tiện đường qua đây dùng bữa hiện tại sở dĩ hàng phái có thể trở thành khách hàng lớn của anh chính là nhờ lúc trước nghiêm trầm dắt tuyến hẹn người bàn công chuyện à nghiêm trầm hỏi hà cánh nam cũng không hẳn nhân viên mới của công ty hôm nay dặn dò vài chuyện về công việc nghiêm trầm đề nghị nếu không phải gặp khách hàng chúng ta ăn cùng nhau đi nếu không hai người một phòng thật lãng phí lại nói nhiều người ăn cơm mới náo nhiệt hàng phái không ngại dù sao ăn bữa cơm hơn một tiếng thêm một người cũng không sao hạ cánh nam còn chưa kịp tỏ thái độ ở cửa đã có một người đi vào nghiêm trầm nhìn thấy giữa mày anh nhíu lại sau khi xác nhận ánh mắt anh ý bảo ai không phải học sinh của cậu sao hàng phái theo bản năng nhìn sang người đang đi về hướng này là tần thư Chương 15 Tần Thư không nghĩ tới Hạ Cánh Nam và hàng phái lại quen biết nhau, quan hệ hình như cũng không tệ lắm. Cô không thể hình dung được tâm tình phức tạp lúc này của mình, theo bản năng mà trộm liếc mắt nhìn hàng phái một cái, đáng tiếc anh không phải là người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chỉ nhìn mặt anh, cô không thể tìm ra nửa điểm cảm xúc dao động nào. Không có chút ấn tượng gì với anh à. Nghiêm trầm cười cười. Tần Thư nghiêm túc nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ rõ đã từng gặp anh ta cô chỉ hai mắt của mình thị lực của em không tốt lắm mấy năm gần đây mới khôi phục một chút hạ cánh nam tiếp lời đôi mắt cô ấy chẳng ra sao còn từng phẫu thuật rồi hiện tại mới miễn cưỡng bình thường ban ngày thị lực còn tạm chấp nhận được nhưng vẫn còn sợ ánh sáng mạnh hàng phái tự nhiên liếc mắt nhìn tầng thư một cái khó trách luôn thích mang kính râm anh cũng khá tò mò sao hạ cánh nam biết rõ như vậy nếu là nguyên nhân khách quan tạo thành thì nghiêm trầm cũng không trêu cô nữa. Anh gặp qua Tần Thư không chỉ một lần, trước kia khi Tần Thư đến văn phòng Hạ Cánh Nam hỏi bài tập, rất nhiều lần anh đều ở văn phòng của Hạ Cánh Nam. Sau này khi Tần Thư tỏ tình với Hạ Cánh Nam ở dưới lầu chung cư, anh cũng có mặt, chỉ là lúc đó anh ở trên ô tô không xuống. Lần đó Tần Thư và Phương Mộ Hòa ở trại nuôi ngựa, anh còn nhìn chằm chằm Tần Thư vài lần. Khi Hạ Cánh Nam giới thiệu hàng phái cho cô, Tần Thư nói, chúng em có quen biết rồi. Hiện tại hàng phái chỉ đang theo đuổi cô, cụ thể là quan hệ gì, cô không thể định nghĩa được nên không nhiều lời. Hàng phái hơi giật mình, vốn dĩ muốn duỗi tay ra nắm lấy tay cô coi như lần đầu gặp mặt, kết quả cô lại nói một câu như vậy. Hà Cánh Nam không thấy là khi hai người quen nhau, quan hệ của người lớn hai nhà Tần hàng cũng không tệ lắm, trong việc làm ăn cũng có qua lại. Vòng tới vòng lui hóa ra đều là người một nhà, Bữa này nhất định phải ăn cùng nhau. Nghiêm Trầm Bảo người phục vụ mang đồ ăn phòng anh gọi qua phòng mà Hạ Cánh Nam đã đặt trước. Anh nhìn về phía Tần Thư, cười nói, "Em gọi Hạ Cánh Nam là thầy hạ, anh với hàng phái cùng một bậc với thầy hạ của em, có phải em nên gọi bọn anh là chú không?" Hàng phái nói chen vào, "Từ cậu già là được rồi đừng kéo tôi vào." Nghiêm Trầm ha ha cười, tò mò hỏi, "Từ bao giờ cậu lại để ý đến tuổi tác của mình thế?" khóe mắt của hàng phái quét về phía tần thư không thèm để ý tên dở hơi nghiêm trầm hà cánh nam cũng trêu ghẹo theo lý thuyết đúng là nên gọi là chú cầm anh khẽ nhất, đi thôi lên lầu lại nói một câu kết thúc đề tài này mấy người cùng nhau lên lầu nghiêm đại ca em ngồi với anh tần thư ngồi bên cạnh nghiêm trầm nghiêm trầm cười hai ta phải làm quen một chút bạn không lần tới gặp mặt em vẫn không nhận ra anh Hạ Cánh Nam và hàng phái ngồi cùng nhau, bọn họ ngoại trừ đề tài công việc thì cũng không nói chuyện nhiều, hiện tại lúc này còn có người phục vụ nên cũng không tiện nói các vấn đề liên quan đến công việc. Đồ ăn còn chưa lên, hai người câu được câu không nói về các sự kiện kinh tế tài chính lớn gần đây, thi thoảng sẽ liếc mắt về phía đối diện một cái. Nghiêm trầm trời sinh tính tự quen tự thân, không đến vài phút đã nói chuyện hăng say với Tần Thư. Tần Thư kỳ thật cũng không phải người giỏi nói chuyện phím, chỉ là hiện tại phải tìm chuyện gì dời đi lực chú ý của cô, mà giờ chỉ có duy nhất một lựa chọn chính là nghiêm trầm. Mặc kệ là hạ cánh nam hay hàng phái, giờ phút này đều khiến cô thấy áp lực. Cô cũng không dám nhìn đối diện, bởi vì vừa ngẩng đầu sẽ thấy hai người bọn họ. Đặc biệt là khi bọn họ cùng nhìn về phía cô, cảm giác này quá dày vò, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Hàng phái thản nhiên nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nghiêm trầm, hạ cánh nam cũng vậy. Nghiêm trầm chỉ lo nói chuyện phiếm với Tần Thư, cũng không để ý hai người đối diện đang làm gì, cho đến khi anh trong lúc vô tình ngẩng đầu, nên đón anh là hai ánh mắt lạnh lạnh sâu kín nhìn chầm chầm. Nghiêm trầm, vẻ mặt ngơ ra. Cũng may lúc này đồ ăn được mang lên, nghiêm trầm cũng không nghĩ xem ý tứ trong ánh mắt hàng phái là gì nữa. Có cái ăn là có thể giảm đi rất nhiều ngượng ngùng, Tần Thư tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm trầm biết chuyện xấu hổ thổ lộ tình cảm của Tần Thư, cho dù anh ngày thường thích vui đùa nhưng cũng có chừng mực. Cho nên vừa rồi khi Tần Thư nói muốn ngồi cùng anh, anh cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Bởi vì Hạ Cánh Nam làm cô áp lực, hàng phái người này trời sinh tự mang chức năng đông lạnh, ngồi cùng cậu ta cũng áp lực, nên anh thành sự lựa chọn tốt nhất của Tần Thư. Hàng phái thì càng không cần phải nói, ở đại sảnh dưới lầu đã biết người Tần Thư yêu thầm là Hạ Cánh Nam, chính ngay câu nói, kia không phải là học sinh của cậu sao? Trong nháy mắt đó, anh gần như đã khẳng định được người thầy giáo mà Tần Thư nói với anh chính là Hạ Cánh Nam. Đã từng là thầy giáo, hiện tại là cấp trên. Tần Thư lại làm việc ở ngân hàng đầu tư. Hạ Cánh Nam cũng phù hợp với tiêu chuẩn yêu thầm của cô. Bọn họ ba người đều rất để ý đến cảm xúc của Tần Thư, không hẹn mà cùng đưa đề tài nói đến chuyện làm ăn. Tần Thư nghe bọn họ nói chuyện phím mà thất thần ăn uống. Bàn ăn là để xoay tự động mỗi khi đồ ăn tần thư thích đến trước mặt cô hàng phái sẽ dùng tay nhấn đĩa xoay một chút chờ cô gấp xong anh mới buông tay mỗi lần đều như vậy những người khác trong bàn bao gồm cả tần thư cũng không phát hiện được hành động nhỏ này của hàng phái có người phục vụ nhìn thấy còn nhìn hàng phái rất nhiều lần hàng phái là khách quen của nhà hàng này trước kia không thấy anh đối với ai cẩn thận như vậy đĩa quay vốn dĩ đã chậm kỳ thật không cần phải nhấn nhưng từng vòng mỗi lần anh vẫn phải ấn một chút. Nghiêm trầm nhìn về phía hàng phái, ai, tớ đột nhiên nhớ tới chuyện này, đêm đó cậu phát bệnh thần kinh hay gì, nghĩ thế nào mà lên quán ba đàn dương cầm thế. Vừa rồi mấy người nói đến chuyện công ty AC, nhắc tới AC sẽ nhắc tới đối tác của hàng phái là Thu Lam, nghiêm trầm liền nhớ tới đêm đó ở bãi đổ xe quán ba gặp được Thu Lam. Cô đang gọi điện thoại, nước mắt rối tinh rối mù. Quả thực như thấy quỷ hàng phái ngước mắt hỏi nghiêm trầm cậu biết à nghiêm trầm lúc ấy tớ ở trên lầu bọn họ nghe nói cậu vì dỗ dành một người phụ nữ mà đàn dương cầm cả một tổ ông chạy xuống xem nào ngờ cậu đàn xong rồi anh không thể tưởng tượng được nhìn hàng phái thật sự là vì dỗ dành phụ nữ sao khóe mắt hàng phái liếc tần thư bất động thanh sắc trả lời ừ nghiêm trầm cười hóa ra cậu cũng có lúc bị ma quỷ ám ảnh sau đó lại nói đến thu lam khó trách lúc tớ ra ngoài gặp thu lam cô ấy còn đang khóc cơ sau đó cười nhắc nhở nói lúc ấy có lẽ là thu lam đang gọi điện thoại với bạn thân của cô ấy nói cái gì mà tỏ tình thất bại cậu tình nguyện ở chung với người phụ nữ được giới thiệu cũng không muốn cho cô ấy một cơ hội sau đó tranh thủ hiện tại cậu còn độc thân quyết định đổi phương thức quyết tâm ngủ với cậu hàng phái anh nhìn về phía tần thư tần thư vừa lúc cũng đang nhìn anh hà cánh năm ý bảo nghiêm trầm chúng ta ở đây còn có một bạn nhỏ, đừng nói chuyện thiếu nhi không nên nghe. Nghiêm trầm cười, vậy chúng ta tâm sự tiểu trư bội kỳ phát tới mùa mấy rồi nhé. Tiểu trư bội kỳ, tép pa tít. Ăn cơm xong cũng không có thời gian ở lại, mấy người xuống lâu. Nghiêm trầm và hàng phái rời đi trước, hạ cánh nam nhìn tần thư, em có muốn đi uống cà phê không? Vừa rồi có người ngoài, cũng không tiện nói chuyện phím. Tần thư suy nghĩ một chút rồi gật đầu hai người không đi xa, chỉ tìm quán cà phê ngay cạnh đó. Hạ Cánh Nam và Tần Thư đã uống cà phê rất nhiều lần cùng nhau, đặc biệt là khi ở Luân Đôn, chỉ cần anh không vội sẽ cùng cô uống trà chiêu. Hỏi cô, vẫn giống trước kia chứ? Tần Thư, sao cũng được ạ. À? Thật ra cà phê gì cô cũng không thích. Trước kia thích uống cà phê như vậy là lấy cớ cuốn lấy Hạ Cánh Nam để anh cùng cô đến quán cà phê ngồi. Mấy năm nay sau khi tốt nghiệp, cô đã từng vô số lần hoài niệm lại hương vị lúc ở Luân Đôn khi đó. Hiện giờ mặt đối mặt nhưng lại không tìm được tâm tình năm đó. Cà phê lên, Hà Cánh Nam tán gẫu với cô, hỏi, mắt em thế nào rồi? Khi cô làm phẫu thuật mắt lần đầu tiên là nghỉ hè đại học năm thứ ba, vừa lúc anh có dự án ở Luân Đôn, sau khi cô nói với anh thì cứ rảnh là anh lại đến thăm cô. Dần dần sự ý lại của cô với anh càng nhiều lên. Tần Thư nhẹ nhàng quấy ly, sau đó lại làm phẫu thuật một lần nữa lần này tốt hơn rồi ạ à. cô nhấp miệng cười nhạt nụ cười kia có bao nhiêu không thật lòng chỉ có mình cô biết hà cánh nam vừa muốn nói gì thì di động lại vang lên là điện thoại của khách hàng anh gật đầu xin lỗi đứng dậy đi nghe điện thoại di động của tần thư cũng rung lên là hàng phái gửi tin nhắn tới em ở đâu tần thư ở quán cà phê hàng phái nhìn di động chỉ bốn chữ lại truyền đạt được rất nhiều tin tức, anh không quấy rầy cô, ừ, lát nữa lại liên lạc. Cậu cũng có lúc thất thân à? Nghiêm trầm cười. Hàng phái, đang suy nghĩ vài chuyện. Nghiêm trầm trêu ghẹo, nghĩ đến cô gái đàn dương cầm ở quán ba. Hàng phái không trả lời mà duỗi tay ra, nghiêm trầm nháy mắt đã hiểu, đưa thuốc lá và bật lửa của mình cho anh. Quán cà phê. Hạ cánh năm nghe điện thoại xong phải về công ty, khách hàng hẹn anh lúc 3 giờ bây giờ lại đổi thành 2 giờ. Cà phê cũng chưa kịp uống hai người đã tính tiền xuống lầu. Hà Cánh Nam nói hôm nào mời bù, dặn dò cô, còn có ba ngày nữa là đi làm, mấy ngày này ở nhà thả lỏng một chút đi. Tần Thư gật đầu, hẹn gặp lại ở công ty ạ. À. Hạ Hà Cánh Nam duỗi tay, vậy, hợp tác vui vẻ. Tần Thư cũng duỗi tay, đầu ngón tay cô rất lạnh lẽo. Nhẹ nắm ngay sau đó lại tách ra ô tô của Hạ Cánh Nam chậm rãi rời đi, Tần Thư không vội vã, cô lên xe ngồi trong chốc lát. Bữa cơm trưa nay thật là quá hí kịch, những người rất khó gặp lại gặp cùng một lúc. Cô bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy hàng phái gửi tin nhắn cho cô, cô trả lời lại, em từ quán cà phê ra rồi. Hàng phái trực tiếp gọi điện thoại tới, hỏi cô, có muốn tới văn phòng anh chờ anh tan tầm không? Giọng anh ôn nhuận trầm thấp, có thể trực tiếp chạy đến tận trái tim cô, tần thư vẫn luôn cảm thấy thanh âm của hàng phái có khả năng chữa lành nhất định là hàng phái đã biết hạ cánh nam là người cô từng thích anh cũng không để ý còn chủ động liên lạc với cô tần thư sản khoái đồng ý vâng nửa tiếng nữa em tới hàng phái ừ lái xe chậm một chút tần thư cho rằng hàng phái sẽ giúp cô khơi thông trong lòng dù sao trước đó anh đã nghiêm túc nói nếu cô gặp lại người từng thích khiến cảm xúc cô bị dao động thì anh sẽ phụ trách xoa dịu cho cô nhưng cô tới văn phòng của anh đã sắp được một tiếng rồi anh không hề đề cập đến chuyện ăn cơm giữa trưa mà tìm vài đề toán học biến thái cho cô làm sau đó anh bắt đầu bận rộn với công việc của mình cây bút trong tay tần thư xoay tròn ngẩng đầu nhìn anh anh đang chuyên tâm xử lý văn kiện hàng phái cô gọi anh hửm đầu anh cũng không ngẩng lên cô nhìn anh anh không có gì muốn hỏi à không có ngừng một giây Hàng phái lại nói, hỏi cái gì cơ? Cũng đúng, hỏi cái gì? Anh thông minh như vậy, còn có cái gì không rõ? Không có gì, anh làm việc đi. Tần Thư tiếp tục làm đề toán của cô. Ở văn phòng của anh, tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần nhưng có thể kịp thời trở lại. Hàng phái đang cúi đầu xem văn kiện, bỗng nhiên ngừng lại như nhớ tới điều gì, gửi tin nhắn cho thư ký mang mấy cái ghế dựa trong văn phòng tôi đi sửa lại đi lại nhắn thêm một câu chưa hỏng đâu nhưng cứ mang đi sửa đi thư ký nhìn tin nhắn cũng không thể hỏi nhiều vâng tôi làm ngay đây khi nào thì mang lại cho ngài ạ à? hàng phái sau khi tan tầm thư ký vâng tôi sẽ sắp xếp ngay vài phút sau văn phòng có tiếng gõ cửa mời vào hàng phái vẫn cúi đầu làm việc hàng tổng thư ký đi vào phía sau còn có hai người đàn ông trung niên bên hậu cần thư ký biết trong văn phòng hàng phái có một cô gái cô cũng không nhìn sang khu nghỉ ngơi trực tiếp nói với hàng phái hàng tổng đây là sơ xuất của tôi sáng nay sắp xếp công việc quên chưa thông báo nên ghế dựa của ngài chưa được mang đi sửa bây giờ tôi mang thợ đến rồi ạ à. hàng phái không sao cũng không ảnh hưởng gì anh đứng lên các anh mang về sửa đi thư ký phối hợp diễn kịch Tôi lập tức mang cái ghế khác tới đây. Hàng phái, không cần phiền toái như vậy. Anh chỉ sofa bên kia, ý bảo ngồi sofa cũng có thể làm việc được. Thư ký và hai người đàn ông trung niên mang ghế dựa đi, văn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Tần thư còn đang buồn bực, ghế dựa của anh thật là đồng tâm hiệp lực, hỏng cũng hỏng cùng nhau. Hàng phái chuyển qua ngồi đối diện với cô, chuyên chú nhìn Văn Kiện giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì. Một lát sau, rót cho anh ly nước. Hàng phái đưa ly nước cho cô. Tần Thư cười, gọi em tới đây để thành em gái trà nước cho anh đấy à. Cô đã rót nước cho anh hai lần, mỗi lần anh đều dùng ngữ khí đương nhiên nói với cô. Hàng phái, ngoài trừ việc rót nước, còn lại những việc khác về sau đều là anh làm. Tần Thư nhất thời không hiểu nhìn anh. Hàng phái vẫn chưa giải thích, mãi đến một lúc sau Tần Thư mới hiểu được. Chờ Tần Thư rót nước xong xoay người, Hàng phái cũng đứng dậy bảo cô để ly nước lên bàn trà, hỏi cô, đã hai tiếng rồi, hiện giờ tâm trạng em thế nào? Cuối cùng anh cũng hỏi, Tần Thư nghĩ nghĩ, cũng được. Chỉ là cũng được mà thôi. Cô hỏi hàng phái, em như vậy có phải là kiểu con gái thích làm ra vẻ không? Hàng phái, làm ra vẻ và chung tình là hai chuyện khác nhau, em thuộc về kiểu sau. Anh nói, khá tốt. Cảm ơn. Tần Thư cố kéo một nụ cười. Hàng phái đến gần cô, nhìn chầm chầm cô mấy giây, do dự một lúc vẫn hỏi, em thích gì ở anh ta? Tần Thư và hàng phái nhìn nhau, đàn ông thẳng thắn như vậy, chắc trên đời này chỉ có anh thôi. Thích điều gì ở hạ Cánh Nam? Rất nhiều rất nhiều, cũng không phải nói mấy câu là có thể nói rõ. Tần Thư đơn giản khái quát lại, trả lời, đẹp trai, thành tục có mị lực, ai quy và e quy cao. Hai tay hàng phái đút túi quần, ngừng một lát anh lại hỏi, chỉ ba cái này tần thư gật đầu sau đó là sự trầm mặc bầu không khí trong phòng như cũng ngưng kết lại một lát sau hàng phái nói chuyện thanh âm trầm thấp có từ tính nếu em thích đàn ông có ba thứ này thì anh cũng có hơn nữa còn xuất sắc hơn bất kỳ ai tần thư anh mà nghiêm túc người phụ nữ nào cũng không chống đỡ được hiện tại anh chỉ là có hảo cảm với cô theo đuổi cô nếu thời gian lâu rồi anh yêu cô cô có thể từ đây hãm sâu mà không có cách nào tự kiềm chế hay không? Im lặng một hồi lâu, Tần Thư mới tìm kiếm được trong đầu từ ngữ thích hợp trả lời anh, anh đây là đang thổ lộ với em sao? Hàng phái thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, không khỏi nảy ra ý định muốn trêu đùa cô, anh không đáp hỏi lại, vậy em có đồng ý không? Tần Thư ngẩn ra, không nghĩ tới anh làm thật. Mặc kệ cô trả lời đồng ý hay không đều sẽ rơi xuống thế hạ phong, đây là một cái bẫy, anh cứ nhẹ nhàng bình thản như vậy mà đạo cho cô một cái hố. Tần Thư không cam lòng chịu thua, cô phản ứng cũng rất nhanh, anh nói muốn theo đuổi em đến lúc tốt nghiệp mà. Hàng phái gật đầu, đúng là đã nói vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, em đồng ý là việc của em, còn việc của anh là theo đuổi, theo đuổi đến khi nào em thích mới thôi. Anh cười như không cười nhìn cô, cho nên em có đồng ý không? Tần Thư Chỉ trong có một lát thôi, cô đã á khẩu không trả lời được rất nhiều lần. Hàng phái cười, không trêu chọc cô nữa, anh nói, hiện tại sẽ khơi thông tâm lý cho em. Tần Thư nhìn anh, nói chuyện phím. Hàng phái, đây là việc của bác sĩ tâm lý, anh không am hiểu. Tần Thư, vậy anh định dùng phương pháp gì? Hàng phái cởi bỏ khuy cài áo, cầm giúp anh. Anh cuộn tay áo lên. Xem tư thế này của anh, Tần Thư đột nhiên hỏi một câu, anh còn biết dùng khí công à? Hàng phái. Bị chọc cười, anh nhìn chầm chầm cô mấy giây, nhìn đến mức tần thư không chống đỡ nổi, cô quay mặt qua chỗ khác. Phía trên cùng có quyển sách, em lấy tới đây giúp anh. Hàng phái chỉ ngăn trên cùng của giá sách. Tần thư nhìn theo phương hướng anh chỉ, giá sách này là kiểu đặc riêng, phải cao đến 3M, trên cùng là các loại sách về tài chính, anh định đọc sách khơi thông cho cô kế tiếp phải tiếp xúc tay chân với em. Hàng phái kéo ống tay áo, nói. Tần thư thu hồi tầm mắt, tiếp xúc tay chân. Hàng phái, ừ, anh ôm em, em lấy sách xuống. Tần thư, cô theo bản năng cự tuyệt, em dẫm lên ghế là lấy được, không cần anh ôm. Hàng phái, ghế đều bị mang đi sửa hết rồi. Tần thư. Chương 16 Tần thư đã biết kế tiếp anh muốn làm gì, cô không bài xích cũng không cự tuyệt còn vì sao không cự tuyệt anh, rất nhiều năm sau cô mới suy nghĩ cẩn thận. Khi cô còn đang thất thần thì hạng phái đã bế cô lên. Tần thư căng thẳng, ông cổ anh. Văn phòng to như vậy, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống, nghe được tiếng tim đập bùng bục, còn có hô hấp hơi dồn dập, cũng không phân rõ được là của ai. Tần thư cảm nhận được cánh tay rắn chắc hữu lực của anh, còn có hơi thở mát lạnh trên người anh lần đầu bị người khác phái ông như vậy, có chút hồi hộp, cô không tự giác động động vài cái. Hàng phái. Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn nói ra, khi ở trên người đàn ông đừng nhích tới nhích lui, sẽ nhúc nhích ra chuyện đấy. Tần thư. Tai cô tự nhiên đỏ dần lên. Anh muốn lấy sách gì? Tần thư nói sang đề tài khác, bị anh ông như vậy, cả căn phòng là bầu không khí ái mùi. Hàng phái cũng đã quên tần trên cùng để sách gì, anh nhìn lướt qua lấy quyển nào em thích là được anh ôm cô đi đến trước kệ sách tần thư làm bộ làm tịch nhìn nó cuối cùng cầm một quyển sách tiếng anh có liên quan đến nghiệp vụ thu mua hàng phái buông cô ra lấy khuy cài áo từ trong tay cô bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay khuy cài áo cũng dính một tầng hơi ẩm hàng phái vừa đeo khuy cài áo còn không quên liếc cô một cái đừng cố bắt mình phải quên cái gì chuyện gì cũng phải thuận theo tự nhiên không quên được thì cũng không cần phải quên, chờ đến khi em bằng tuổi anh sẽ biết những phần tình cảm thuần túy đáng quý đến nhường nào. Cầm anh khẽ nhất, uống ly cà phê đọc sách đi. Hàng phái tiếp tục làm việc, giống như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến anh cả, anh nghiêm túc chuyên chú, tần thư nhìn chầm chầm sườn mặt anh một hồi lâu. Cô căn bản không nghĩ tới hàng phái sẽ dùng phương thức như thế này để khai thông tâm lý cho cô, nhưng thật đúng là có hiệu quả ít nhất cô không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác nữa, trong đầu toàn bộ là hình ảnh vừa nãy hàng phái ông cô. Tần Thư dùng vài phút tĩnh tâm, sau đó tiếp tục làm đề toán học. Trong lúc đó hàng phái còn đi học một lúc, khi trở về Tần Thư đã làm xong đề toán của mình rồi ngồi xem di động, cô nghe tiếng ngẩng đầu, anh học xong rồi à. Từ, trong tay hàng phái cầm một túi nylon, bên trong là các loại màu sắc trực trở. Em không có việc gì làm đúng không? Hàng phái hỏi cô. "Tần Thư, không ạ, à, đề toán em làm xong hết rồi." Hàng phái đưa túi trong tay cho cô, "Nếu không có việc gì thì làm thiệp giáng sinh đi." "Thiệp giáng sinh?" Tần Thư nghi hoặc nhìn anh. Hàng phái gật đầu nói với Tần Thư, "Vừa rồi anh thấy có một thư ký đang làm cái này, con gái cô ấy đi nhà trẻ cần phải có thiệp thủ công, cô ấy mang theo không ít nguyên liệu, anh cầm theo một phần về đây." Khiến Tần Thư kinh ngạc chính là thư ký của các anh đi làm còn có thể làm cái này à? Hàng phái, anh cho phép, chỉ cần làm hết toàn bộ công việc thì trước khi tan tầm có thể tự do. Làm cái gì cũng được à? Tần Thư hỏi. Hàng phái, ngoại trừ lướt di động nói chuyện bát quái. Tần Thư, cô cũng nói theo anh một câu, như vậy cũng khá tốt, thời gian tiết kiệm được có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Hàng phái, ừ, ngừng một giây anh lại nói sang chuyện khác về sau em cũng đừng xem di động, thì lực của em vốn dĩ đã không tốt rồi. Tần Thư Hóa ra vòng về một vòng lớn như vậy, chính là muốn nói, để cô đừng không có việc gì lại nhìn chầm chầm vào di động. Cô trả lời có lệ, về sau em cố gắng dùng ít đi à. Tần Thư bày hết lên bàn trạng nghiên cứu, hình như những cái này là để làm thiệp cho cha mẹ và con, nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, cô định sẽ làm hai cái. Hàng phái xử lý xong hết văn kiện, bắt đầu xem các bản kế hoạch lại gặp phải một vấn đề, anh trực tiếp gọi cho nghiêm trầm, bên kia thông báo đường dây đang bận. Qua vài phút, hàng phái lại gọi một lần nữa vẫn không thông. Nghiêm trầm đang gọi điện thoại với Hạ Cánh Nam, đầu tiên là hàng huyên chuyện công việc, sau đó anh không nhìn được bác quái việc tư của Hạ Cánh Nam, anh lớn như vậy đây là lần đầu tiên bác quái chuyện tình cảm của người khác. Ai, cậu với Tần Thư, hiện tại tình huống thế nào? Hạ Cánh Nam ngừng vài giây mới nói, không có gì chỉ là cô ấy tới thực tập tớ làm người hướng dẫn thôi nghiêm trầm cũng nói thật tớ thấy nha đầu kia hình như đối với cậu nói như thế nào nhỉ tớ cảm giác cô ấy còn chưa thoát ra được khó có được các cậu có duyên phận như vậy nhiều năm qua đi vẫn đụng phải nhau anh cẩn thận tìm từ nói nữa lại không có ai quy định đàn ông ly hôn rồi thì không thể theo đuổi tình yêu có phải không huống hồ chuyện hạ cánh nam ly hôn đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Lúc trước khi Tần Thư thổ lộ, Hạ Cánh Nam đã ly hôn được hai năm. Hạ Cánh Nam đang hút thuốc, mới hút được một nửa lại dập nửa còn lại vào gạt tàn, không nói nữa, đã qua lâu rồi. Nghiêm trầm, tớ cũng có em gái, nhìn thấy Tần Thư như vậy thì không nhìn được muốn giúp một chút. Anh biết cách làm người của Hạ Cánh Nam, ly hôn cũng không phải là sai lầm gì, anh cảm thấy hạ cánh nam và tần thư còn rất hợp nhau nhưng mà chuyện tình cảm của người ta anh là người ngoài cuộc cũng không thể nói quá nhiều cậu lại cẩn thận suy xét một chút đi tớ làm việc đây nói chuyện sau màn hình di động tối đi hạ cánh nam ấn ấn giữa mày nghĩ tới nghĩ lui gửi tin nhắn cho nghiêm trầm dặn dò anh về sau đừng nói chuyện hồi đi học của kỳ kỳ nữa bất luận chuyện gì cũng không được cho dù là nói đùa cũng vậy đặc biệt là khi có mặt cô ấy cô ấy rất nhạy cảm nghiêm trầm đọc tin nhắn này chợt cười suy nghĩ mấy giây trả lời nếu không bỏ được cô ấy xuống như vậy sao cậu không đối xử với cô ấy tốt một chút sau một lúc lâu hạ cánh nam mới gửi tin nhắn tới chuyện của tớ và kỳ kỳ qua rồi thì cứ để nó qua đi nếu hạ cánh nam đã nói như vậy nghiêm trầm cũng không tốn nước bọt nữa anh cũng coi như hiểu con người hạ cánh nam một khi quyết định thì rất khó thay đổi vừa muốn buông di động làm việc, điện thoại lại vang lên, là hàng phái gọi tới, có chuyện gì? Được, tớ gửi cho cậu. Anh chụp vài phần tài liệu gửi cho hàng phái. Vài phút qua đi, tài liệu mới gửi xong. Hàng phái, nhận được rồi, cảm ơn cậu. Bỏ di động xuống, hàng phái in toàn bộ tài liệu ra, mỗi ngày nhìn chầm chầm máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt chịu không nổi. Anh bắt đầu đọc tài liệu, bên kia, Tần Thư đang làm thiệp, cô đã làm xong một tấm thiệp nhỏ. Khi hàng phái xem xong các tài liệu thì Tần Thư cũng làm xong tấm thiệp của cô, cô vẽ khá đẹp, làm được cái thiệp rất có tính sáng tạo. Không tôi. Hàng phái ngồi xuống bên cạnh cô. Tần Thư nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, cô bỗng nhiên nhớ ra, không phải sáng nay anh nói buổi tối có xã giao à. Có phải bị em làm trì hoãn rồi không? cô vừa rồi một lòng một dạ nghiên cứu thiệp chúc mừng nên không để ý thời gian hàng phái xã giao đã đẩy lên buổi trưa rồi tần thư chính là cùng với nghiêm trầm đó ạ à. hàng phái gật đầu còn có một người khác lúc ấy cậu ta vội nên về trước không chậm trễ chính sự là được tần thư nhìn thiệp chúc mừng em có thể mang về không cô cũng rất thích rất nhiều năm rồi chưa làm thiệp chúc mừng hình như là từ hồi ở nhà trẻ hàng phái duỗi tay anh cất hộ em một tấm thiệp mà thôi tần thư cũng không để trong lòng hai người rời công ty hàng phái đưa tần thư đi ăn chút gì tần thư hỏi anh có phải xong rồi muốn đến sân thể dục chạy bộ không hàng phái không chạy anh còn có việc à đây là nguyên nhân duy nhất tần thư có thể nghĩ đến không có đi dạo cùng em thôi ở nhà có phòng tập thể dục anh về nhà chạy cũng được hai người tới ô tô hàng phái mở cửa sau ra cho cô em muốn đi đâu tần thư không có tế bào lãng mạn cô nghĩ hàng phái cũng không khác cô lắm ngoại trừ chạy bộ chắc anh cũng không nghĩ được kiểu hẹn hò khác cô nói đi đâu cũng được đến chỗ nào ngắm cảnh đêm đi anh nhìn anh vẫn luôn lái xe khắp nơi liệu anh có thấy chán không hàng phái anh lái xe em hát cho anh nghe ca hát là sở trường của tần thư anh muốn nghe cái gì hàng phái khúc nhạc mà đêm đó anh đàn là bản nhạc ở trang số 23 trong cầm phổ của cô, bài hát này từ nhỏ Tần Thư đã biết hát, trước kia là ông nội đàn bà nội hát. Hàng phái còn tiền nhạc đệm cho cô, hát xong, hàng phái lại bật lại bản nhạc đó, tổng cộng cô hát 5 lần mới đổi sang bài khác. Một đêm này cô cảm giác mình đã mở một côn sức, còn uống hết sạch nước soda trong xe hàng phái. Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc, cổ họng em có đau không? Hàng phái dừng lại trước cửa tiệm thuốc tần thư không cần mua thuốc đâu em quen rồi mỗi lần đi hát cùng phương mộ hòa và bạc nhất cô có thể hát vài tiếng đồng hồ là bá vương phòng hát hàng phái vẫn xuống xe nói là mua cho cô mấy hộp kẹo ngậm tần thư ghé vào cửa sổ xe nhìn vóc dáng của hàng phái trước quầy thu ngân anh đang xếp hàng chờ tính tiền cô lấy di động ra điều chỉnh góc độ rồi chụp vài tấm cô lại đăng một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư hôm nay cảm kích cảm ơn kèm theo đó là ảnh chụp bóng lưng hàng phái hàng phái mua bốn hộp kẹo ngậm nhưng chỉ đưa cho cô hai hộp hai hộp này để trên xe anh lần sau em muốn ăn cũng tiện tần thư mở hộp ra lễ phép hỏi câu anh có muốn ăn một viên không hàng phái đút cho anh một viên đi anh thắt đai an toàn chuẩn bị khởi động xe tần thư đây là lần đầu tiên cô đút cho một người đàn ông ăn đầu ngón tay hơi lạnh của cô chạm đến làn môi ấm áp của anh chỉ tiếp xúc có một giây đồng hồ nhưng toàn thân giống như có dòng điện chạy qua. Tới dưới lầu chung cư, hàng phái đẩy cửa xuống xe, còn chưa kịp mở cửa cho cô, tần thư đã xuống dưới, gió lạnh thổi tới khiến gương mặt nóng bỏng thoải mái hơn một chút. Hàng phái khóa xe, ý tứ kia đã thực rõ ràng, anh muốn đưa cô lên lầu. Tần thư không cự tuyệt, hai người một trước một sau vào chung cư. Trong thang máy chỉ có hai người, không gian bé nhỏ an tĩnh rất dễ nảy sinh ái mùi tần thư đối mặt với tấm gương cô nhìn về phía bóng dáng hàng phái hai tay anh đút túi hơi rũ mắt giống như đang tự hỏi chuyện gì tới cửa bước chân anh dừng lại nhìn cô đi ngủ sớm một chút nhé đêm mai anh tới đón em tần thư gật đầu đã muộn rồi cũng không thích hợp mời anh vào nhà dặn dò anh trên đường lái xe cẩn thận cầm anh khẽ nhếch em vào đi tần thư vâng một tiếng đẩy cửa vào nhà vừa mới bước vào một chân hàng phái nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên gọi, kỳ kỳ. Dạ. Cô xoay người, thân ảnh hàng phái áp xuống, cánh tay rắn chắc của anh đặt lên eo cô, kéo cô vào trong ngực anh. Trái tim tần thư lập tức vọt tới cổ họng bị hơi thở của anh vây quanh, đại não cô lập tức chết máy. Cô ngước mắt, đôi môi anh chỉ cách mắt cô không đến 5cm. Có lẽ là bởi vì hôm nay gặp Hạ Cánh Nam, Hạ Cánh Nam cũng coi như là tình địch của anh, nên vô tình khơi dậy bản năng chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông trong anh. Cách gần như vậy, Tần Thư ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt của kẹo ngậm, không biết là trong miệng cô hay là mùi hương lưu lại trên môi anh. Hàng phái cố tình ngừng ở đó không hôn xuống, cho cô thời gian giảm sóc và cự tuyệt. Nếu cô không muốn, cô tin tưởng anh sẽ không hôn xuống. Tần Thư rũ mắt, không lên tiếng, cũng không tránh né. Nụ hôn của hàng phái dừng lại trên đôi mắt cô, động tác rất nhẹ. Tần Thư theo bản năng bắt lấy vạt áo khoác của anh, dùng sức nắm chặt. Hàng phái lại hôn lên bên mắt kia của cô, sau đó dùng sườn mặt mình nhẹ nhàng cọ qua gò má cô, hơi thở ấm áp phun lên tai cô, thanh âm thật trầm thấp, ngủ ngon. Chương 17 Lúc hàng phái đưa tớ về còn hôn tớ. Một giờ sau, Tần Thư đã tắm xong, còn tập yoga một lát, nhưng vẫn không có tác dụng gì, không thể nào bình tĩnh lại được đành phải gửi tin nhắn cho bạn thân nhan ngạn nhan ngạn kích động trực tiếp gọi video sau khi gọi được nhan ngạn thấy tần thư trong video để tóc dài ướt đẫm thả trước ngực mặc một cái áo ngủ gợi cảm làn da trắng đến phát sáng cậu mau dùng khăn trải giường bọc vào đi nếu không tớ sẽ bị kích thích đến mức muốn tìm sợi dây thừng thắt cổ mất tối nay cô vừa đi ăn lẩu với đồng nghiệp ăn đến suýt nữa thì no chết hiện tại trên người toàn mùi lẩu tần thư cười Càng muốn khiêu khích cô ấy, trực tiếp làm một động tác trên thảm yoga, nhìn thấy không, đây mới là thái độ nên có của người giảm béo. Sau đó còn cố ý kích thích nhan ngạn, tối nay tới chỉ ăn một bát cháo, về nhà tập yoga 30 phút, lát nữa còn squat 300 cái. Nhan ngạn cảm thấy tim đau thắt, đúng rồi, hàng phái hôn cậu thế nào? Một giây sau nói sang chuyện khác. Tần Thư dùng miệng. Nhan ngạn thiếu chút nữa bị sặc chết cậu có thể nói chuyện tử tế không hả? Tần Thư vẫn vẫn duy trì động tác soạt chân thẳng tắp, cô cười nhìn nhan ngạn, tớ vẫn luôn nói chuyện tử tế với cậu, cậu không nghe lại còn trách tớ à? Nhan ngạn bị tư thế của Tần Thư kích thích một chút, cũng ngượng ngùng nửa nằm ở trên giường. Từ trên giường bò dậy, hóp bụng ứng ngực, đứng dựa vào tường, lúc này mới chém gió với Tần Thư, hai người ngọt ngào như vậy, chắc là cách giường cũng không xa nhỉ. Nói xong còn nhướng mày, bộ dạng không đứng đắn tần thư cười cách giường xa cũng không sao có thể đứng nhan ngạn choáng váng hai giây sau khi phản ứng lại kỳ kỳ cậu sa đọa hai người vui đùa ầm ĩ vài câu tần thư suy nghĩ một chút vẫn nói với nhan ngạn sáng nay tớ gặp hà cánh nam ở công ty nhà tớ sau đó cùng đi ăn cơm với anh ấy lúc đi ăn cơm lại gặp phải hàng phái nhan ngạn nhất thời chưa tiêu hóa được tốn mười mấy giây nhai nuốt kỹ mấy lời này, cái cô quan tâm nhất bây giờ là, cậu nghĩ thế nào? Tiếp tục với hàng phái hay là vứt bỏ hàng phái đến nương nhờ hạ cánh nam? Tần thư, hàng phái hôn tớ, tớ cũng ngầm đồng ý rồi, cậu nói đi. Nhan ngạn thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Bắt đầu nói lời thâm sâu, chuyện tình cảm, điều cấm kỵ nhất là cậu do dự giữa hai bên, đến sau này sẽ không ai tôn trọng cậu, cũng không ai đồng tình với cậu nói xong lại bỗng nhiên nghĩ ra, tớ suýt nữa đã quên, hai phút trước tớ nhìn thấy trong nhóm bác quái của tớ, đang định gọi cho cậu thì cậu lại gửi tin nhắn đến. Chuyện gì? Tần Thư thu hồi động tác soạt chân, đứng dậy đi tìm soda uống. Nhan ngạn, đồng nghiệp của tớ, chính là cô gái nhỏ si mê hàng phái nhà cậu, vừa rồi cô ấy nói nhìn thấy sếp phó nhà bọn tớ ở sân tập thể dục, sếp phó còn buộc tóc đuôi ngựa, mặc trang phục vận động, nhìn như thiếu nữ 18, 19 tuổi. Tần Thư đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu vặn nắp bình, không chút để ý hỏi, sếp phó của các cậu. Từ, con gái của ông chủ, tên là Thu Lam, lớn lên rất xinh đẹp, hoàn cảnh giáo dục cũng rất tốt, người đâu vừa thông minh lại gợi cảm, mấu chốt là. Nói xong nhan ngạn cố ý tạm dừng. Tần Thư, nói thẳng. Nhan ngạn, quan hệ của sếp phó nhà bọn tớ với hàng phái không tồi, hai người đầu tư chung vài dự án rồi đồng nghiệp kia nhìn thấy sếp phó cũng tới chạy bộ nên cô ấy chạy xong phần của mình rồi nhanh chóng rút lui cô ấy nói có loại dự cảm sếp phó đến chỗ đó là để chờ hàng phái nếu không thì nhà sếp thiếu gì thiết bị tập thể dục thể hình buổi tối trời lạnh như vậy còn mất công chạy ra ngoài làm gì tần thư cũng không đặt chuyện thu lam trong lòng cho dù nhan ngạn không nói cô cũng biết phụ nữ thích hàng phái không ít cũng không phải chỉ có một mình thu lam ê sao không lên tiếng nhan ngạn hỏi tần thư hàng phái nói đêm nay không chạy bộ đưa tớ về xong anh ấy sẽ về nhà nhan ngạn may mà đồng nghiệp tớ về rồi bằng không thì cô ấy chạy đến mai cũng không gặp được hàng phái nhắc tới đồng nghiệp mê trai kia của nhan ngạn tần thư suy nghĩ hai giây ngạn tử đồng nghiệp kia của cậu nhìn thấy tớ và hàng phái chạy bộ rồi sao vẫn còn đi không phải tự khiến mình thêm ngột ngạt sao nhan ngạn cái này không ảnh hưởng soái ca kết hôn cũng vẫn ngắm được mà nhìn đẹp mắt đỡ được tiền thuốc nhỏ mắt điện thoại dùng cho công việc đặt trên tủ đầu giường lại rung lên liên tục cậu chờ tớ một chút trong nhóm bác quái của bọn tớ không biết lại có tin mới gì nhan ngạn cầm lấy di động trên màn hình là tấm ảnh thu lam đang chạy bộ này kỳ kỳ cho cậu xem xếp phó nhà tớ lớn lên thế nào nha rất có hương vị phụ nữ năng lực của bản thân cũng rất mạnh dù sao cậu phải giám sát hàng phái chặt chẽ vào nhan ngạn dí cái điện thoại kia lại gần sợ tần thư thấy không rõ cô còn định dán hai cái điện thoại vào nhau trên màn hình điện thoại kia không thấy bóng dáng của thu lam nữa mà đang bị spam ảnh chụp sườn mặt và vóc dáng của hàng phái anh mặc một thân đồ độ vận động màu đen vừa đẹp trai lại mê người trong nhóm bác quái đang sôi trào tiểu hoa si cô không thể đến chỗ đường băng bên kia chụp a à. nhìn không rõ mặt hàng phái đến gần cũng vô dụng, sân thể dục đen xì, em không chụp được, may mà nơi này có ánh đèn đường còn có thể miễn cưỡng phân biệt được, không chụp nữa, anh ấy gặp sếp phó nhà chúng ta rồi. Lại đính kèm thêm một bức ảnh một nam một nữ, chỉ có bóng dáng. Chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng thấy cực kỳ xứng đôi. Hàng phái mặc trang phục vận động màu đen, thu lam mặc một thân màu trắng, cứ như vậy còn có chút hương vị trang phục tình nhân. Em rút đây, nam thần của em và người phụ nữ khác ở bên nhau tan nát cõi lòng rồi phải về nhà ăn một bữa mới được trong nhóm bắt đầu ồn ào vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện phím thấy rõ không nhan ngạn quay màn hình điện thoại lại với mình khóe mắt lướt qua màn hình trong nhóm đang thảo luận sôi nổi về sếp phó và hàng phái đều đang đoán hai người chạy bộ xong sẽ làm gì một đám sắc nữ nói chuyện cũng không gì có thể ngăn cản nhan ngạn sửng sốt vội vàng lộn lại xem xảy ra chuyện gì hóa ra đồng nghiệp hoa si ở ngoài sân thể dục gặp hàng phái đến chạy bộ trong nhóm lại sôi trào lên nhan ngạn dùng sức giật nhẹ tóc mình lòng tốt của cô lại thành chuyện xấu rồi sớm biết vậy thì không cho tần thư xem nhóm bác quái này vừa rồi tần thư nói hàng phái không đi chạy bộ về nhà kết quả lập tức bị vã mặt người ta không chỉ đi chạy bộ mà còn chạy cũng mỹ nhân nhan ngạn nhìn cuộc gọi video tần thư đang uống soda kỳ kỳ Nhan Ngạn thử thăm dò gọi một câu. "Hửm?" Tần Thư ngước mắt nhìn cô. Nhan Ngạn nhanh trấn an Tần Thư, hàng phái đã quen chạy bộ, có lẽ không chạy ngủ không yên. Anh ấy hẳn là sợ cậu lạnh mới không đưa cậu đi. Người sáng suốt đều nhìn ra sếp phó nhà bọn tớ đang theo đuổi hàng phái, cậu thông minh như vậy sẽ không hiểu lầm đúng không? Tần Thư cười, trêu cô, "Tớ đã hiểu lầm." Nhan Ngạn thấy biểu tình của cô nhẹ nhàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cảm thấy hàng phái không phải kiểu đàn ông đó, nếu anh ta thật sự có ý tứ kia với sếp phó của bọn tớ thì bọn họ đã sớm kết hôn rồi, không đến lượt cậu bây giờ. Tần Thư, bây giờ không so đo, đợi đến khi nào anh ấy là của tớ, tớ lại tính sổ sau. Hai người hàng huyên vớ vẩn trong chốc lát, trước khi cúp điện thoại nhan ngạn lại dặn dò cô, dù sao hàng phái tương đối đắt hàng, cậu phải giám sát chặt chẽ vào, chuyện quá khứ đã qua, cậu xem bây giờ hàng phái đối với cậu rất tốt không ngại chuyện gì lại còn nghĩ cách làm cậu vui vẻ quý trọng người trước mắt mới là quan trọng nhất tần thư cũng cảm thấy hàng phái đối với cô rất tốt cô gác điện thoại sang một bên nhìn vào gương một lát toàn thân cô nơi yếu ớt nhất chính là đôi mắt tối nay anh hôn vào đôi mắt cô cô gửi cho hàng phái tin nhắn ngủ ngon dù sao cũng không ngủ được nên đến thư phòng vẽ tranh di động của hàng phái đặt ở trong xe người thì đang chạy bộ vốn định về phòng tập thể dục chạy trên máy nhưng đi ngang qua bên này lại tạm thời thay đổi chủ ý thật là trùng hợp thu lam cũng ở bên này anh chỉ chào hỏi với thu lam rồi hai người tự chạy đường của mình thu lam không cố tình đuổi theo bước chân của anh anh chạy rất nhanh cho dù cô cố đuổi cũng không kịp đêm đó sau chuyện từ chối xấu hổ ở quán bar cô gọi điện thoại cho bạn thân bạn thân nói đã thời đại nào rồi giữa nam nữ trưởng thành không lưu hành kiểu thổ lộ nữa đàn ông và việc kinh doanh giống nhau nếu muốn bắt lấy phải dựa vào sách lược nữ truy nam cách một tầng mỏng là để lừa mấy cô gái nhỏ thôi sao có thể dễ dàng như vậy người đàn ông như hàng phái khoảng cách phải như dãy himalaya cậu không muốn chịu khổ không muốn trèo đèo lội suối thì căn bản không thể nào đến được chỗ anh ta chuyện kinh doanh cô rất nhanh nhạy nhưng trong chuyện tình cảm lại không phải là người thợ lành nghề nên cô lại hỏi bạn thân, vậy giữa nam nữ bây giờ thịnh hành cái gì? Bạn thân, tìm cơ hội ở chung, nếu không có không khí ái mùi thì tự mình xây dựng, cảm tình tự nhiên mà tới, có chút tình cảm là có thể lên giường được rồi. Dù sao hàng phái hiện tại vẫn đang độc thân, cô theo đuổi anh, ngủ với anh cũng không có lỗi với ai. Thu Lâm nghĩ như vậy, vòng thứ hai của hàng phái đã chạy đến sau cô, cô mới chạy nửa vòng. Bình thường cậu chạy bao nhiêu vòng? khi hai người sống vai thu lam hỏi anh hàng phái không biết cậu tiếp tục đi tớ không xong rồi chạy có tí đã không chịu nổi tớ về trước đây thu lam xua xua tay với anh hàng phái gật đầu không có nửa câu dư thừa tiếp tục chạy về phía trước thu lam nhìn bóng dáng anh lại nghĩ đến biểu tình không mặn không nhạt của anh cô sờ sờ gương mặt nóng lên của mình cô như vậy xem như cho không vậy mà người ta cũng không thèm liếc mắt một cái không ở lại sân thể dục quá lâu cô tới xe ô tô đổ bên đường lái xe rời đi trước khi tới chạy bộ cô đã chuẩn bị tâm lý cho mình theo đuổi người đàn ông kiêu ngạo như hàng phái không chủ động không trả giá là không được nhưng anh mới chỉ hơi cho chút sắc mặt cô đã phát giác mình không chịu nổi thu lam đến ven đường dừng lại gửi tin nhắn cho bạn thân hóa ra không phải ai cũng có tố chất tâm lý để làm mặt dậy tớ không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay vốn dĩ định chạy theo hàng phái năm vòng, nhưng chưa được một vòng cô đã muốn bỏ cuộc. Bạn thân, vô dụng. Dùng sự mạnh mẽ lúc cậu buôn bán ý. Nhưng mà tốt xấu gì cũng bước được một bước rồi, ngày mai tiếp tục, cố lên. Cậu phải tranh thủ đi, chờ hàng phái có bạn gái, cậu lại theo đuổi thì lúc đó chính là tiểu tam, hiểu không? Thu Lam thở dài một hơi ném điện thoại sang một bên. Cô nhìn không được tự dễu, thu hèn nhát. Đáng đời mày cận thủy lâu đài nhiều năm như vậy cũng chưa sợ được đến ánh trăng hàng phái. Cận thủy lâu đài, những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên, vì những người có quan hệ gần gũi, lợi thế về cự ly thì sớm đạt được lợi ích, thuận lợi. Các truyện cận thủy lâu đài hay đề cập đến những người có thời gian tiếp xúc lâu dài hoặc hoàn cảnh sống, hoàn cảnh làm việc gần nhau rồi nảy sinh tình cảm đến với nhau. Hàng phái chạy xong cũng không qua nhà ông nội buổi tối bác sĩ chăm sóc sức khỏe đã gọi điện thoại cho anh nói trạng thái của ông nội hôm nay rất tốt còn đến hiệp hội cờ dạo một vòng buổi tối cũng không thấy nói mệt trở lại chung cư tắm xong hàng phái mới xem di động tin nhắn tần thư gửi đến đã qua một tiếng rưỡi anh trả lời ừ ngủ ngon tần thư anh còn chưa ngủ à hàng phái lấy thuốc lá và bật lửa đến ban công gọi cho tần thư câu đầu tiên chính là anh vừa đi chạy bộ về lại ra ngoài chạy. Tần Thư vẽ hơn một tiếng mới hoàn thành tác phẩm, cô tắt đèn thư phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hàng phái rút một điếu thuốc, ừ, cả một ngày cũng chỉ có thời gian chạy bộ là ở bên ngoài. Mỗi ngày anh đều kiên trì rèn luyện à. Tần Thư tùy ý trò chuyện với anh. Ngoại trừ lúc trên máy bay thì cơ bản đều vậy, chạy một tiếng, bơi lội nửa tiếng. Anh bận rộn như vậy mà cũng kiên trì được thật không dễ dàng. Hàng phái, bỏ di động động xuống thì một tiếng rưỡi vẫn có thể dành ra được. Ngừng một lát, lại nói, người cho dù có bận cũng có thể bớt ra hơn một tiếng để rèn luyện. Tần Thư nói, đêm nay em không nghịch di động. Hàng phái cười một cái, thanh âm rất thấp. Tối nay em làm gì? Hàng phái khẽ tựa vào lan can nói chuyện phím với cô. Thất thần hơn 10 phút, sau đó tập yoga, vẽ tranh, anh gọi tới đúng lúc em vừa vẽ xong. Tần Thư báo cáo cụ thể. Hàng phái, ừ, khá tốt. Anh ngậm thuốc trong miệng, lấy bật lửa ra, cùng cục một tiếng. Anh đang hút thuốc à? Tần Thư nghe được tiếng bật lửa. Còn chưa kịp châm, hàng phái đã tắt lửa, bỏ điếu thuốc từ trong miệng ra, ừ. Tần Thư nói, hút ít thôi, thuốc lá không tốt cho cơ thể. Lặng im nửa giây, thanh âm trầm thấp khàn khàn của hàng phái truyền đến, về sau không hút nữa anh thả thuốc lại trong hộp, ném cả hộp thuốc và bật lửa vào trong gạt tàn. Chương 18 Thuốc đâu có dễ cai thế? Tần Thư trả lời sau câu nói trầm thấp của anh, giọng của cô nghe rất bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm đã sớm sóng trào. Một người đàn ông nói rằng sẽ vì cô mà cai thuốc, còn là anh chủ động đưa ra. Một viên đạn bọc đường như vậy ai có thể chịu nổi, mà cô còn không mặc áo chống đạn nữa trong điện thoại thanh âm khàn khàn của anh lại truyền đến là không dễ cai nhưng cũng phải xem là cai vì ai đã tần thư nghẹn lời không biết phải nói tiếp thế nào từ buổi chiều đến buổi tối anh ông cô hôn cô hiện tại lại nói phải vì cô mà cai thuốc trong điện thoại cả hai người đều trầm mặc tần thư có thể nghe được tiếng hít thở của anh hàng phái phá vỡ sự yên tĩnh hỏi cô tối nay em vẽ cái gì tần thư em đăng lên uy chát rồi đấy anh có thể thả tim cho em. Hàng phái cười, được, anh làm ngay đây. Cuộc gọi cứ như vậy kết thúc, không khí cũng không tính là quá xấu hổ. Tần Thư vẽ đôi mắt của mình, cô cầm gương soi vẽ cả đêm, chỉ một đôi mắt, không còn gì khác. Mở WeChat lên có rất nhiều like và bình luận. Người đầu tiên là bạc nhất, vải. Có người nào tự luyến như cậu không? Đêm rồi còn mang đôi mắt mình ra khoe khoang biết mắt cậu đẹp rồi tần thư cậu có thể nhìn ra tớ vẽ bản thân mình à bạc nhất bắt đầu đánh chữ cậu đã bao giờ vẽ người phụ nữ khác chưa những lời này còn chưa gửi đi tần thư đã trả lời cậu xem ra tớ vẽ không tồi có thể khắc họa nhân vật sinh động như thật bạc nhất phương mộ hòa cũng không ngủ anh nhắn kỳ kỳ em xóa bình luận kia đi đã bạc nhất còn chưa nói xong chờ cậu ấy nói xong em lại suy xét có nên tiếp tục trả lời hay không bạc nhất mẹ phương vẫn là anh hiểu em nhất khóc lớn tần thư biết phương mộ hòa với bạc nhất muốn trêu chọc cô cô cố tình giả ngu bạc nhất tớ biết cậu muốn khen tớ cảm ơn nhé phương mộ hòa kỳ kỳ nào đọc cùng anh da mặt dạy của tôi đã đuổi kịp và vượt qua tường thành sắp phá kỷ lục thế giới tần thư cút đi cút đi cút đi điều quan trọng phải nói ba lần. Phương Mộ Hòa, không thể tục nữ chút sao? Dù sao cũng bắt đầu yêu đương rồi mà. Tần Thư, yêu đương thì làm sao? Yêu đương em cũng có thế xử anh. Phương Mộ Hòa hù dọa cô, nếu hàng phái biết em thô lỗ không nói lý như vậy, nói không chừng sẽ suy xét lại có nên tiếp tục yêu đương với em không? Tần Thư, em ở trước mắt hàng phái vẫn luôn là hình tượng ưu nhã, nữ thần mặt cười trước khi thành công, em sẽ không để anh ấy biết em cường thế lại không nói lý, về sau em muốn hung hăng mà bắt nạt anh ấy, ha ha ha. Phương Mộ Hòa, đừng khoe khoang, cẩn thận bị cậu ta biết được. Tần Thư, dù sao hai ta nói chuyện phím anh ấy cũng không thấy được, anh cũng không nói với anh ấy. Còn gõ kèm một biểu tình khoe khoang. Cô biết quan hệ của Phương Mộ Hòa và hàng phái bình thường, thậm chí cũng chẳng nói với nhau vài câu, hai người đều kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không chủ động thêm đối phương thành bạn tốt. Nếu có bạn bè, Phương Mộ Hòa đã sớm nói với cô. Giữa cô và Phương Mộ Hòa, bạn tốt duy nhất là bạc nhất. Cho nên mặc kệ cô la lối khóc lóc thế nào, người ngoài cũng không biết. Qua mấy chục giây, Phương Mộ Hòa cũng không nhắn lại, lén gửi tin nhắn cho cô, anh đột nhiên nhớ ra, hàng phái là bạn tốt trong uy chát của anh, hai chúng ta nói chuyện phím liệu anh ta có nhìn thấy không? Tần Thư mới không tin anh cho rằng em là kẻ ngốc sao phương mộ hòa trực tiếp chụp ảnh màn hình gửi tới tần thư thật đúng là hàng phái các anh các anh sao còn thêm bạn tốt nữa cơ chứ phương mộ hòa nghĩ nghĩ là chuyện nhiều năm về trước tình huống lúc ấy mọi người đều thêm số điện thoại của nhau anh với cậu ta cũng giả khách khí một phen cũng lưu lại nhưng từ trước đến nay chưa từng liên lạc tần thư phương mộ hòa không quan trọng giờ em xóa hết đi, anh ta cơ bản không có thời gian xem mấy cái này đâu. Tần Thư hối hận đến xanh ruột, không kịp nữa rồi, em vừa bảo anh ấy lên thả tim cho em. Phương Mộ Hòa, vậy thì đáng đời em mặc cười. Tần Thư cũng không có tâm tư cãi nhau với Phương Mộ Hòa, hình tượng hoàn toàn hủy hoại rồi, nội tâm đang điên cuồng giao chiến, một lúc sau cô bình tĩnh lại mới gửi tin nhắn cho hàng phái, hello. Hàng phái gọi điện thoại tới, cười hỏi, muốn bắt nạt anh thế nào? tần thư hàng phái cười một tiếng không làm khó cô em không nói lý đến mức nào cơ tần thư cũng bình thường thôi hàng phái đã đến thư phòng mở máy tính lên bắt đầu làm việc giọng anh ôn hòa ừm không nói lý cũng không sao anh có rất nhiều biện pháp tần thư lời này nghe vào sau lại nuông chiều ái muội như vậy chứ hàng phái dặn dò cô em đi ngủ sớm đi mai tang tầm anh đón em vâng Tần thư cúp điện thoại. Đêm nay, cô không cần ngủ. Đêm bình an cuối cùng đã đến trong sự chờ đợi của mọi người. Ngân hàng đầu tư hải nạp khó có được hôm tan tầm đúng giờ. Tất cả mọi người không cần tăng ca. Hà Cánh Nam thu thập xong tài liệu chuẩn bị rời đi. Cửa văn phòng anh khép hờ, Triệu Mạng Địch gõ cửa, Hà Tổng. Hà Cánh Nam ngước mắt, còn chưa về à. Triệu Mạng Địch, bây giờ tôi về đây, báo cáo tôi làm xong rồi. Cô để lại một chồng tài liệu thật dày. Hai người vừa trò chuyện cùng nhau ra khỏi văn phòng, cao ốc khắp nơi tràn đầy không khí lễ Giáng sinh, trong không khí như vậy cũng không tránh khỏi nói đến đề tài tối hôm nay. Hà Tổng cũng muốn đi hẹn hò à? Triệu Mạng Địch cười nhạt hỏi. Cô biết Hà Cảnh Nam còn chưa kết hôn, nhưng không biết anh có bạn gái hay không, những người đàn ông ưu tú như Hà Cảnh Nam, không nên không có bạn gái. Hà Cảnh Nam cười nhạt, đi xem mắt. Triệu mạng địch kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Tổng còn độc thân. Hạ cánh nam, thời gian dành hết cho công việc rồi. Triệu mạng địch gật gù, cũng đúng, chúng ta làm ngành này, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Sau đó thở dài, mẹ cô cũng bắt đầu sốt ruột chuyện hôn nhân đại sự của cô. Mỗi khi về nhà là lại không ngừng lãi nhải, lỗ tai cô sắp đóng kén hết rồi. Mẹ nói cô đã 30, nếu không tranh thủ thì không tìm được đàn ông tốt nữa lại quá hai năm nữa thì cũng chỉ tìm được đàn ông đã từng kết hôn bỏ qua cái chủ đề không thoải mái này nói sang buổi liên hoan ngày mai của công ty triệu mạng địch hỏi ý kiến hạ cánh nam nếu không để tần thư ngày mai đến công ty được không ạ à? vừa lúc dùng buổi liên hoan để làm quen với các đồng nghiệp tần thư vốn là sau lễ giáng sinh mới đến hạ cánh nam suy nghĩ vài giây được lát nữa tôi gọi cho cô ấy xuống lầu sau khi tách ra với triệu mạng địch Hạ Cánh Nam định gọi điện thoại cho Tần Thư. Anh vốn phải đi công tác, kết quả đêm mai công ty lại liên hoan. Lễ Giáng sinh liên hoan là quy định của công ty, đây là năm đầu tiên anh tới đây nên không tiện vắng mặt, chỉ có thể đẩy lùi thời gian công tác lại. Vừa tìm được số của Tần Thư thì mẹ lại gọi điện thoại tới. Cánh Nam à, tan tầm chưa? Mẹ canh chuẩn thời gian mới gọi đến. Hạ Cánh Nam bất đắc dĩ cười, mẹ nói đi mẹ hạ, vậy con mau đến nhà hàng đi, lần đầu tiên gặp mặt đừng đến muộn, mặc kệ con có vừa lòng không cũng đừng mất lễ nghĩa. Hạ cánh nam vân một tiếng rồi cục điện thoại, anh xoa xoa giữa mày, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, còn phải ăn cơm cùng một người phụ nữ xa lạ. Sau khi ly hôn, mẹ không đề cập đến chuyện tình cảm của anh. Rồi anh về nước làm việc, thân thích trong nhà còn tích cực hơn mẹ anh, đã giới thiệu vài người rồi nhưng anh từ chối không gặp. Buổi xem mắt hôm nay là do mợ anh sắp xếp, đến nhà hàng cũng đã đặt xong, không cho anh một chút cơ hội nào để cự tuyệt. Thu hồi suy nghĩ, Hạ Cánh Nam gọi cho Tần Thư, bên kia rất nhanh đã nghe, "Thầy Hạ." Hạ Cánh Nam nói, đêm bình an vui vẻ. Tần Thư ngẩn ra, "Em cảm ơn, thầy cũng vậy ạ." À. Cô lại hỏi, "Có chuyện gì không ạ?" À? "Cô hiểu anh, không có chuyện quan trọng anh sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô." Hạ Cánh Nam Ngày mai em tới công ty đi, buổi tối công ty có liên hoan. Tần Thư, vâng. Trong điện thoại có một dây trầm mặc, Hạ Cánh Nam nói, ngày mai gặp. Vâng, mai gặp ạ. À. Bỏ di động xuống, Tần Thư bình tĩnh vài phút rồi lại tiếp tục trang điểm. Đêm nay xem như là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và hàng phái, cô đã dành ra vài tiếng đồng hồ trang điểm tỉ mỉ, còn đặc biệt đi làm tóc nữa. 15 phút sau, hàng phái tới nơi anh đã nhìn quen các kiểu mỹ nữ thanh thuần yêu diễm gợi cảm vũ mị nhưng khi tần thư đứng ở trước mặt anh trái tim anh cũng không khỏi rung động đêm nay mái tóc dài của cô được uốn quăng thả xuống mặc một chiếc váy dài cao cấp màu hoa hồng khô được thiết kế riêng đi kèm một đôi giày cao gót trên cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng cổ màu đen đứng ở cửa chung cư hơi nghiêng đầu nhìn anh có lẽ là tình nhân trong mắt hóa tây thi anh thấy cô tinh xảo gợi cảm không người nào có thể sánh bằng. Điều đặc biệt nhất là cô giảo hoạt lại câu dẫn, trong ánh mắt luôn chứa một tia tinh quái. Hàng phái mặc áo khoác xuống xe, tần thư cũng đi tới. Anh hỏi, em không lạnh à? Tuy bên ngoài cô cũng khoác một chiếc áo khoác, nhưng cổ và chân đều lộ ra bên ngoài, hôm nay âm 9 độ. Tần thư, lạnh, nhưng muốn đẹp thì phải chịu. Hàng phái. Tần thư nhìn hàng phái, ở trước mặt anh cô cũng không cần thu lại tính tình, càng không cần tiếp tục sắm vai tục nữ, cô hắn giọng, gương thần, gương thần, mau nói cho ta biết trên thế gian này ai là người đẹp nhất. Hàng phái quay mặt đi, không tự giác bật cười. Này, gương thần, đang gọi người đó. Tần thư cầm khẽ nhất, cố ý chọc anh. Hàng phái nghiêng đầu qua nhìn cô, kỳ kỳ đẹp nhất. Bên tai tần thư đỏ lên, cười, vậy còn được. Hỏi anh, bây giờ đến nhà hàng ạ à. hàng phái đến nhà anh anh nấu cho em ăn tần thư anh biết nấu ăn à hàng phái anh không nhưng có thể học những món em thích đều khá dễ làm cô thích đồ ăn chay thích cơm nhà anh đã hỏi qua đầu bếp cũng dễ làm rất tự nhiên hàng phái nắm tay cô đi ra xe đầu ngón tay lạnh lẽo của cô được anh nắm toàn bộ trong lòng bàn tay bàn tay anh mạnh mẽ hữu lực lại thật ấm áp hoàn toàn làm rối loạn nhịp tim của cô. Chương 19. Từ cửa chung cư đến ô tô không xa, hàng phái đi cũng không nhanh. Qua vài giây, hàng phái. Tần Thư gọi anh một tiếng. Hửm? Hàng phái nghiêng mặt nhìn cô. Tần Thư chỉ ô tô của mình, "Em đến cốc xe lấy chút đồ." Quà cô muốn tặng anh còn ở bên trong. Hàng phái cũng không buông tay, hai người cùng nhau đi qua. Mở cốc xe ra, Tần Thư lấy một cái túi đưa cho anh, Giáng sinh vui vẻ. Tặng anh. Hàng phái nhận lấy. Tần Thư gật đầu, không biết anh có thích không? Hàng phái chỉ nhìn logo trên túi là biết cô tặng cái gì nhưng anh vẫn mở ra xem, một bộ trang phục vận động, là màu đen mà anh thích. Anh nhẹ nhàng ôm cô một cái, cảm ơn, anh rất thích. Cả người Tần Thư bị anh ôm vào trong lòng ngực, xung quanh đều là hơi thở dễ ngửi trên người anh, giống như uống phải một ly rượu, suýt nữa thì say. Chỉ là còn chưa đã ghiền, hàng phái đã buông cô ra. Tần Thư lại xách một cái túi ra, bên trong là quần áo của cô sau đó mới khóa cốc xe. Đây là cái gì? Hàng phái cầm giúp cô, thuận tiện lại nắm lấy tay cô. Tần Thư, một bộ y phục thường ngày của em, còn có giày đế bằng, ăn cơm xong em đi chạy bộ với anh. Hàng phái nhìn cô, đêm nay không chạy. Tần Thư tìm lý do, em muốn ra ngoài đi dạo, ở trong nhà buồn lắm. Cô còn nhớ rõ anh nói, một ngày cũng chỉ có thời gian chạy bộ là ở bên ngoài, hôm nay nhất định là anh cũng ở công ty bận rộn cả một ngày rồi. Hàng phái nhìn chầm chầm cô vài giây, buông tay cô dùng sức xoa xoa tóc cô, thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn em. Tới chung cư của hàng phái, Tần Thư mới biết được vì sao hàng phái muốn về nhà đón Giáng sinh, rõ ràng không biết nấu ăn còn phải một hai muốn làm khó mình. Sau khi mở cửa hàng phái không bật đèn. Trong phòng có đèn trang trí các màu xa hoa lộng lẫy, có mùi hoa, có còn có khúc nhạc giáng sinh vui vẻ. Tầng thư ngay người, một căn hộ thông tầng, duplex, trong phòng khách có một cây thông Noel cao đến 4 đến 5 phút, gần chạm tới chùm đèn, trên cây treo đầy quà, dưới gốc cây thông cũng có một đống lớn. Bên cạnh cây thông còn có ông già Noel và tuần lộc, có xe ngựa, có vài người tuyết, còn có một cái thang gấp em đi bóc quà đi toàn bộ là của em đó hàng phái đóng cửa cũng không bật đèn trong phòng tràn đầy không khí ấm áp lãng mạn thứ khiến phụ nữ không thể chống cự lại chính là kinh hỷ và lãng mạn mà một người đàn ông mang đến tần thư cũng không ngoại lệ cho dù trong nhà luôn tổ chức lễ giáng sinh cho cô cây thông noel lớn như vậy thậm chí lớn hơn thế này ông nội cũng từng chuẩn bị cho cô nhưng vui vẻ cảm động khi đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau đó là hạnh phúc cảm động của tình thân còn đây là sự lãng mạn của tình yêu hàng phái giúp cô treo áo khoác lên anh đi nấu cơm em bóc quà xong thì chơi đàn đi ngừng một chút anh lại nói đàn khúc mà đêm đó em đàn ấy dương cầm ở bên kia tận thư nhìn theo hướng anh chỉ trên dương cầm tam giác màu đen trải đầy hoa hồng ngay cả trên ghế cũng vậy ít nhất cũng phải mấy trăm bông rốt cuộc anh chuẩn bị cho em bao nhiêu quà vậy Cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh. Hàng phái, không nhiều lắm đâu, nhìn xem có thể tìm được món nào em thích không? Cảm ơn anh. Tần Thư thay dép lê vui vẻ đi bóc quà. Hàng phái nhìn bóng dáng cô trong chốc lát rồi thay quần áo ở nhà đến phòng bếp, thi thoảng anh sẽ xoay người nhìn Tần Thư một chút, cô đang ngồi ở trên thảm mở những gói quà ở dưới gốc cây thông Noel. Động tác nghiêm túc lại cẩn thận, giấy gói quà cũng được cô để cẩn thận sang một bên. Tuy rằng phòng khách chất đầy hộp quà, nhưng món quà mà anh muốn tặng cho cô nhất không ở trong đó, chờ lát nữa ra ngoài chạy bộ lại đưa cho cô. Tần Thư cũng chưa kịp đánh đàn, chỉ bóc quà đã mất một tiếng, những món quà này đều là những thứ mà cô yêu tha thiết, có lễ phục, túi sách, đồ trang điểm, trang sức, còn có cả các phụ kiện thời thượng. Có lẽ anh đã mua toàn bộ những thứ mà phụ nữ thích trong trung tâm thương mại rồi. Tần Thư cầm di động chụp mấy tấm, không chụp lễ vật, chỉ chụp giấy gói quà mà cô đã gặp gọn lại tổng cộng ba chồng chọn vài góc độ mới chụp được sau đó lại chụp cây thông noel cô đăng lên vòng bạn bè của mình giáng sinh vui vẻ đính kèm mấy tấm ảnh chụp nhan ngạn đang nhàm chán ăn điểm tâm ngọt lướt vòng bạn bè ảnh chụp tần thư đang có bối cảnh phòng khách xa lạ nhà tần thư cô cũng đã qua phản ứng đầu tiên chính là cậu ở nhà hàng phái à tần thư ừ ở chung cư của anh ấy nhan ngạn cười vậy đêm nay cứ giả vờ say đi, đừng về, nhân cơ hội này lên giường với anh ta luôn mặt cười, sau đó lại nhìn ảnh chụp, những cái giấy màu sắc rực rỡ đó là. Tần thư, giấy gói quà. Nhan ngạn. Toàn bộ là quà hàng phái tặng cậu. Tần thư, từ, tớ chỉ tặng anh ấy một bộ quần áo vận động mà anh ấy lại tặng tớ nhiều như vậy. Nhan ngạn trấn an cô, không có việc gì, quà quý ở dụng tâm, anh ta cảm nhận được tâm ý của cậu là được, sau này đến tết cậu tặng nhiều chút là được lại không khỏi cảm khái nói người khác là khoe quà cậu là khoe giấy gói đau lòng quá cô vừa vặn cầm một miếng điểm tâm ngọt đang định nhét vào miệng lại nhìn mấy chồng giấy gói quà kia sau đó yên lặng nhìn điểm tâm ngọt trong tay thở dài hình như là nên giảm béo rồi giáng sinh năm nay chỉ nhận được quà do tần thư gửi tới một cái dây nhảy và một cái cân điện tử tần thư nhắn tin riêng sao không nói gì, lại đang lập chí giảm béo à. Nhan ngạn cuối cùng vẫn nhét điểm tâm vào miệng, tự nhủ thầm với mình, về sau lại mua thì chặt tay. Lấy di động trả lời Tần Thư, đang squat giảm béo, tớ đã không còn là tớ của trước kia. Tần Thư, nói dối tăng 10 cân mặt cười. Nhan ngạn. Một cái di động khác lại rung lên, là một đám cẩu độc thân tố khổ với nhau. Trong nhóm bác quái, mỹ nữ mê trai kia lại gửi tin nhắn tới nói là nhìn thấy xe của sếp phó, nhưng mà xe ngừng ở bên đường người vẫn chưa thấy xuống. Cô chạy hai vòng vẫn chưa thấy sếp phó ra. Nhan ngạn nói với Tần Thư, hình như sếp phó nhà tớ lại tới sân thể dục chờ hàng phái, hôm nay lễ Tết mà trời còn lạnh thế này, đêm nay hai người sẽ không muốn chạy bộ nữa chứ. Tần Thư, hàng phái nói muốn đi. Nhan ngạn, vậy thì náo nhiệt lắm đây. Tần Thư, không có gì náo nhiệt, dù sao tớ cũng không tham gia vào, chuyện của anh ấy thì tự anh ấy đi mà giải quyết. Nhan ngạn, cũng đúng, cho dù không có sếp phó nhà tớ thì cũng còn đầy người khác, cậu cũng không có khả năng mỗi ngày đều nhìn chầm chầm được, không quấy rầy cậu nữa, mau ngủ giường của cậu đi. Còn chưa xong à em? Hàng phái đã làm xong cơm đi tới. Tần thư cất di động, chỉ chỉ chỗ cao nhất trên cây thông Noel, còn một cái cuối cùng, em không với tới. Vừa rồi thử lấy, đứng ở bậc thang cao nhất cũng không với tới hàng phái cười, không với tới thì không phải của em. Tần Thư ngồi trên tấm thảm, ngửa đầu nhìn anh, chỉ nói hai chữ, em muốn. Lúc này đây đổi thành hàng phái không chống đỡ được cô làm nũng và ánh mắt yêu mị của cô, cổ họng anh khẽ trượt một cái, thoáng dời tầm mắt, theo bản năng nói, anh giúp em nhé. Tần Thư đứng lên đỡ cây thang cho anh, trên cùng có phải quà rất đặc biệt không anh? Em sẽ biết ngay thôi. Thật ra hàng phái cũng không biết trên cùng là cái gì, lúc trước trung tâm thương mại cùng nhau gửi tới đây, anh để những món hơi nặng trên mặt đất, nhẹ một chút thì treo trên cây thông Noel, cái nhẹ nhất thì đặt ở trên cùng. Anh xuống thang đưa cho cô, bóc xong vừa lúc ăn cơm. Tần Thư Vân một tiếng, món quà cuối cùng cô mở rất chậm, giấy gói không bị hư hao chút nào, không nghĩ tới là một lọ thuốc nhỏ mắc nhập khẩu. Tần Thư ho nhẹ hai tiếng, nhìn chăm chú anh nửa giây, bỗng nhiên duỗi tay ông anh, thực nhẹ, vòng qua eo anh. Sống Lưng Hàng Phái cứng đờ, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Tần Thư ngước mắt, cười nói, "Cảm ơn món quà của anh, em rất thích." Hàng Phái cười cười, "Trước đây cô tặng anh, anh ôm cô, đây là có qua có lại sao?" Trúng một chiêu này của cô, trong lòng anh lại như có ngọn lửa thiêu cháy, chỉ có thể bị dày vò. "Thích thì tốt rồi." Cầm Hàng Phái khẽ nhếch, ý bảo cô đi ăn cơm. Thấy trên bàn bày biện đồ ăn tinh xảo, anh thật là có kiên nhẫn tần thư cảm khái hàng phái kiên nhẫn cũng là vì có thời gian anh lại nói nếu đổi thành bất kỳ một năm nào đó trong quá khứ thì chúng ta cũng không có kết quả này tần thư không hiểu nhìn anh chờ anh giải đáp hàng phái mấy năm trước anh phụ trách thị trường nước ngoài của tập đoàn vạn hòa thời gian một năm ở trong nước cộng dồn lại cũng không đến một tháng mà một tháng này còn có quá nữa là ở thượng hải có lẽ giữa người với người thực sự có duyên phận nếu gặp sớm anh không có thời gian bồi dưỡng đoạn tình cảm này nếu muộn khả năng cô đã quen với một người đàn ông khác cũng thật là may năm nay trong khoảng thời gian từ giáng sinh đến nguyên đáng này anh đều không đi công tác các dự án trong tay cũng đã vào quỹ đạo những chuyện cần anh nhọc lòng không nhiều lắm nếu là năm vừa rồi thì anh muốn tìm thời gian hẹn hò cũng không có trên bàn cơm có một ly rượu vang đỏ và một ly sữa bò Tần Thư tự giác mà đưa rượu vang đỏ cho anh, tự mình để lại ly sữa bò kia, chạm cốc với anh, có thể ở thời gian thích hợp này gặp được anh là vinh hạnh của em. Hàng phái cười, anh cũng vậy. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rượu này hương vị không tồi, thuần khiết đậm đà, lúc trước nghiêm trầm tặng anh, khi anh một mình cũng không muốn uống. Anh hỏi Tần Thư, em có muốn uống một chút không? Cũng không tệ lắm. Tần Thư lắc lắc ly pha lê, không phải anh đã đưa sữa cho em rồi sao? Hàng phái đưa ly chân dài của mình cho cô, không thể uống nhiều, nếm một ngụm thôi. Ngày đó ở quán bar, cô mới uống non nửa ly đã say. Đêm nay món quà anh muốn tặng cô còn chưa lấy ra, nếu cô uống rượu khẳng định là nằm liệt trên sofa, cho nên vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chuẩn bị sữa bò cho cô. Nhìn ly rượu trước mắt, hai người còn chưa hôn môi đã uống chung một ly. Tần Thư thật sự không rõ, hàng phái là cố ý mê hoặc cô hay chỉ là hành động vô tình. Dù sao người đàn ông này là độc dược. Tần Thư cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, cô không có kinh nghiệm về rượu, ngày thường người trong nhà không cho cô uống nên cô chả nếm ra hương vị gì, chỉ thấy cay. Thế nào? Hàng phái hỏi. Tần Thư đúng sự thật nói, không biết, em không hiểu rượu, anh nói tốt thì hẳn là không tồi. Cô trả ly rượu lại cho anh. Lại bỗng nhiên nhớ tới, anh uống rượu vậy lát nữa làm sao lái xe đến sân thể dục được buổi tối cô sẽ không lái xe nhìn không rõ lắm lại còn hại mắt hàng phái không lái xe chúng ta đi bộ qua đó tần thư đi bộ vậy không phải là mệt chết sao hàng phái làm đồ ăn hương vị cũng bình thường nhưng tần thư ăn không ít khó có được người lần đầu tiên xuống bếp còn có thể làm được sắc hương không tồi tuy rằng hương vị còn cần cải thiện sau khi ăn xong tần thư muốn giúp đỡ thu dọn chén đũa hàng phái không cho không phải lúc trước anh đã nói em chỉ cần rót nước cho anh còn những chuyện khác thì để anh làm sao tần thư nửa đùa nửa thật quần áo của em anh cũng giặt cho em sao hàng phái chỉ cần có thời gian thì không thành vấn đề tần thư không biết phải nói tiếp thế nào hàng phái bắt đầu rửa bát tần thư dựa vào bên cạnh nhìn đột nhiên nhớ tới trong nhà không có máy rửa bát sao hàng phái anh không biết lần đầu tiên xuống bếp trước kia chưa từng để ý gì giúp việc nấu cơm rửa bát thế nào anh nói có cũng sẽ không dùng mấy cái bát thôi rửa tay cũng tiện tần thư tùy ý trò chuyện với anh em phát hiện hình như anh không có khuyết điểm thì phải hàng phái bớt thời giờ liếc cô một cái nói đùa khi đàn ông theo đuổi phụ nữ có ai ngốc mà để lộ khuyết điểm ra tần thư sau đó cười định phản bác anh một câu nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, vẫn là chú ý hình tượng tục nữ chút đi. Hàng phái quét mắt sang cô một cái, anh biết tính không chịu nói lý của em rồi, về sau ở trước mặt anh không cần cố gắng nhịn như vậy. Tần Thư cười, vẫn là giả bộ xíu đi, lỡ dọa anh chạy mất thì sao? Vậy thì mất nhiều hơn được. Hàng phái ý bảo cô, giúp anh sáng tay áo lên một chút. Tay áo bên phải của anh bị trượt xuống, ảnh hưởng đến việc rửa bát. Tần Thư sáng tay áo của anh lên, không thể tránh khỏi đầu ngón tay đụng tới cánh tay anh, cánh tay màu lúa mạch rắn chắc có độ ấm, hai người dựa vào quá gần, cơ hồ thân thể sắp dính lấy nhau. Hô hấp của hai người quyện vào nhau. Hàng phái rũ mắt, cô đang nghiêm túc kéo ống tay áo cho anh, hàng mi dài chớp chớp, anh không cầm lòng được, bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi tới gần mắt cô. Tần Thư chỉ là theo bản năng rụt về phía sau, biên độ cũng không lớn ngón tay cô dùng sức nhéo ống tay áo anh không nhúc nhích nữa vốn dĩ cô đáp ứng tới chỗ anh là đã ngầm đồng ý một chút hành vi thân mật những hành động thân mật hơn anh sẽ không làm bởi vì người lớn hai nhà đều biết tối nay bọn họ đón lễ giáng sinh ở đâu anh vẫn là người đàn ông có chừng mực nụ hôn của hàng phái rơi xuống thực nhẹ lại nóng bỏng anh hôn từ đôi mắt cô chuyển qua chóp mũi tần thư nhắm mắt phối hợp với anh anh bắt đầu hôn lên khóe môi cô hai tay cô không khỏi nắm chặt lấy cánh tay anh. hai tay hàng phái còn dính đầy bọt xà phòng, vòi nước cũng đang chảy rào rào, phòng bếp yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của mình. nụ hôn của hàng phái cuối cùng dừng lại ở môi cô, sau đó nhẹ nhàng mút nhẹ môi trên của cô, nụ hôn nóng bỏng mang theo cả nhiệt độ cơ thể của hai người. chương hai mươi. hàng phái biết nếu lại tiếp tục hôn xuống thì anh sẽ mất kiểm soát, anh kịp thời dừng lại, tựa vào trán cô, em thay quần áo đi bây giờ đi chạy bộ. Tần Thư vốn đang nghĩ cắn môi anh khiêu khích lại, kết quả anh lại kêu ngừng. Vẫn là rụt trè một chút đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Hô hấp bình tĩnh, cô gật đầu rời phòng bếp đi thay quần áo. Hàng phái thất thần vài giây, ánh mắt thẳng tắp vẫn luôn đuổi theo thân ảnh của cô, thẳng đến khi cô cầm quần áo lên lầu anh mới thu hồi tầm mắt tiếp tục rửa bát. Anh vẫn luôn cho rằng khả năng kiềm chế của mình rất tốt cho dù phụ nữ ngồi trong lòng cũng không loạn nhưng vừa rồi nếu không phải trên tay anh còn có bọt xà phòng nếu anh ông cô giữa bọn họ có lẽ đêm nay cũng không cần đi chạy bộ trong nháy mắt anh hôn cô lúc nãy anh thật sự muốn cô loại cảm giác chiếm hữu này đến từ đáy lòng không thể ngăn cản được nửa giờ sau hai người thay quần áo xong chỉ mang theo di động xuống lầu ra cửa chung cư hàng phái nắm lấy bàn tay tận thư hai người ngẫu nhiên nói chuyện vài câu tâm tình của Tần Thư không tồi, cô lấy anh làm trung tâm, vẫn luôn đi vòng tròn quanh anh. Hàng phái xoa bóp tay cô, đi đường cho cẩn thận. Cô cứ luôn xoay vòng vòng quanh anh, anh bị cô xoay cho chóng hết cả mặt. Nhưng Tần Thư có bao giờ là người biết nghe lời, anh nói đông thì cô càng đi hướng Tây. Đi ra tiểu khu rất xa, Tần Thư phát hiện phương hướng không đúng, con đường này không phải là đường đến trường đại học Z, chúng ta không đến sân thể dục chạy bộ à cô hỏi hàng phái hàng phái có chạy nhưng đổi chỗ khác tần thư giật mình bỗng nhiên hiểu ra hẳn là bởi vì thu lam đến sân thể dục trường đại học z chạy bộ nên anh trực tiếp tránh đi chỉ là trời lạnh như vậy lại là lễ giáng sinh chẳng phải là thu lam đến bóng người cũng không ngóng được sao trong chớp mắt cô cảm thấy chua xót không những vì thu lam mà còn vì những cô gái biết rõ không có kết quả nhưng vẫn chấp mê bất hối cũng vì cả bản thân cô cũng đã từng như vậy Thu Lam đợi một tiếng rưỡi, đêm nay không phải là không có ai hẹn cô, là cô đã từ chối hết. Ăn cơm với người đàn ông mình không thích không có ý nghĩa, cô cũng không thích cho người ta những hy vọng không có thực. Tan tầm xong ăn cơm qua loa một chút lại không biết nên làm gì đành lái xe đến trường đại học Z. Đã 9 giờ rưỡi, như mọi ngày hàng phái hẳn là nên ở đây nhưng giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Cô cũng coi như hiểu con người anh, bất luận thời điểm nào cũng không vì công việc hay phụ nữ mà chậm trễ thời gian rèn luyện, với anh mà nói sức khỏe mới là tiền vốn lớn nhất. Thu Lam dựa vào ghế, không chấp mắt nhìn chầm chầm bên ngoài, sợ bỏ lỡ mất bóng dáng của hàng phái. Sân thể dục chỉ có thưa thớt vài bóng người, có người tới, có người đi. Đang lúc thất thần thì di động vang lên. Là bạn tốt doãn nhất kiều gọi tới, đang làm gì thế? Thu Lam cười, chờ người trong lòng chuyện cô thích hàng phái chỉ có doãn nhất kiều biết lúc ấy bị hàng phái từ chối ở quán bar cô cũng không che giấu mà nói toàn bộ với doãn nhất kiều bởi vì doãn nhất kiều sẽ không chê cười cô doãn nhất kiều nhìn không được trêu chọc chắc là nhìn thủng cả cửa kính ô tô rồi hả thu lam biến đi cho dù là nghe điện thoại cô cũng không quên nhìn lối vào sân thể dục giọng nói của doãn nhất kiều lại truyền đến sẽ không phải là cậu ở sân thể dục chờ hàng phái chứ thu lam nếu không thì làm sao bây giờ không làm như ngẫu nhiên mà gặp được thì cô biết đi đâu tìm anh ban ngày anh bận công việc anh ghét nhất người khác công và tư nhập nhằng làm một cũng đặc biệt chán ghét phụ nữ lấy lý do công việc tiếp cận anh thở dài hình như ngoài thời gian chạy bộ và ngủ thì anh ấy chỉ có làm việc thôi doãn nhất kiều cười vậy chờ đến lúc anh ta ngủ thì đến tìm vừa lúc cùng nhau nghỉ ngơi nói xong ha ha cười thu lam lăn sang một bên đi chốt hạ một câu thật ra tớ cũng muốn ở trên giường tâm sự về cuộc đời với anh ấy nhưng mà không có cơ hội doãn nhất kiều vậy cậu hẹn anh ta đi cậu không hẹn chả lẽ còn chờ anh ta chủ động tìm cậu sao lần trước không phải cậu đã nói anh ta và người trong nhà giới thiệu còn chưa ở bên nhau à người đàn ông như hàng phái nếu coi trọng một người anh ta còn chờ đợi chắc mà anh ta nguyện ý chờ đối phương cũng không nhất định muốn chờ đâu cho nên, em gái à, nhanh tay lên. Thu Lam xoa xoa giữa mày, cô không trực tiếp hẹn là sợ hàng phái giáp mặt từ chối, nếu vậy chắc cô sẽ phát điên mất, về sau cũng khó mà tiếp tục hợp tác với nhau. Cô cũng có kiêu ngạo của riêng mình, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng coi như mỹ nữ. Cứ như vậy mà vội vàng theo đuổi một người đàn ông, được đến tay còn đỡ, vạn nhất. Thành bóng ma tâm lý cả đời. Alo, Doãn Nhất Kiều không nghe thấy động tĩnh, gọi cô một tiếng. "Thu Lam, đây." Doãn Nhất Kiều, nói câu này có lẽ sẽ đã kích đến cậu nhưng nói không chừng đêm nay hàng phái và đối tượng xem mắt kia của anh ta đang dính lấy nhau ấy chứ, đầu năm nay sợ nhất chính là trai đơn gái chiếc ở chung trong không gian ái muội, rất dễ xảy ra chuyện, cậu hiểu mà. Thu Lam bực bội nói sang chuyện khác, "Cậu không vui vẻ trải qua ngày lễ với chồng cậu đi, nhàn rỗi quá tới đã kích tớ à?" Doãn Nhất Kiều cười, cuộc hẹn xong rồi, vừa mới ăn cơm xong anh ta đã về công ty, nói là có khách hàng tìm anh thương lượng chuyện công việc, tớ đành phải thả anh ta đi. Phản ứng đầu tiên của Thu Lam chính là, khách hàng là nam hay nữ? Doãn Nhất Kiều treo cô, nữ. Thu Lam, lòng dạ cậu cũng lớn quá. Doãn Nhất Kiều, không lớn thì thế nào? Đàn ông nếu thật sự muốn ăn vụng thì cậu nhìn anh ta chầm chầm cũng chẳng được. Nếu ngày nào đó anh ta thật sự tìm người phụ nữ khác, tớ có biện pháp khiến anh ta phải hối hận đến xanh ruột. Thôi, lễ Tết không nói mấy chuyện mất hướng này, cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai ở nhà hàng. Thu Lâm nghĩ nghĩ, chồng trước của cậu. Doãn Nhất Kiều đã tới bãi đổ xe, cô không vội vã rời đi mà dựa vào bên cạnh xe cho tỉnh rượu. Ừ, mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy, thật vất vả tan tầm có chút thời gian cá nhân mà vẫn còn gặp phải. Lại nói, tớ với chồng nhìn thấy anh ta ăn cơm với một người phụ nữ khác, hẳn là xem mắt. Thu Lam kinh ngạc không thôi, Hà Cánh Nam cũng xem mắt. Doãn nhất kiều, chắc vậy. Dù sao nhìn dáng vẻ người phụ nữ kia thì không phải là khách hàng, khách hàng sẽ không hẹn ăn cơm ở nhà hàng tình nhân, huống hồ hôm nay còn là lễ Giáng sinh. Cô và Hạ Cánh Nam trước kia là đối thủ cạnh tranh, từ khi ly hôn với Hạ Cánh Nam, cơ hội hai người gặp mặt không phải quá nhiều, cho dù gặp cũng là lúc đấu thầu dự án. Trên đời này ngoại trừ tình địch gặp nhau đỏ mắt, thì đối thủ cạnh tranh cũng vậy. Cô và Hạ Cánh Nam chưa bao giờ nhường đối phương, cho dù là lúc chưa ly hôn cũng vậy, mỗi người vì công việc của mình. Không nghĩ tới Hạ Cánh Nam đi ăn máng khác đến Hải Nạp, cô với anh lại thành đồng nghiệp, chẳng qua là anh thành cấp trên của cô, cây thật. Thu Lam cười, duyên phận của hai người, đủ nghiệt. Quan tâm nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này ở chung với anh ta thế nào? Doãn Nhất Kiều, thì cũng vậy thôi, còn có thể thế nào, cậu lại không phải không biết anh ta, từ trước đến nay việc công xử theo phép công, hôm trước có cái báo cáo trực tiếp bị anh ta bắt viết lại, là viết lại toàn bộ. Thu Lam vui sướng khi người gặp họa, đáng đời cậu. Lại trêu cô, cậu nói có khi nào hạ cánh nam đối với cậu dư tình chưa xong. Cố ý làm khó dễ khiến cậu chú ý. Doãn Nhất Kiều tự dễu còn cái quỷ tình chưa xong cô nói nếu tớ hai mươi tuổi có lẽ sẽ tự mình đa tình cho rằng anh ta còn yêu tớ chỉ là lớn tuổi rồi một người đàn ông có yêu mình hay không cô vẫn có thể cảm nhận được hạ cánh nam đối với cô nhất định là có chỗ khác người nhưng đó không phải tình yêu thu lam tớ còn tưởng rằng cậu nhìn thấy anh ta xem mắt với người phụ nữ khác nên trong lòng chua loét cơ doãn nhất kiều chua thì không đến mức chua chỉ là cảm thấy anh ta rất đáng thương tớ là nói đến chuyện tình cảm ấy đàn ông quá lý trí bình tĩnh có đôi khi quá cô độc bên ngoài quá lạnh doãn nhất kiều bị đông lạnh đến chịu không nổi mở cửa sen ngồi vào trong sau đó nhìn vào nhà hàng kia hạ Hà cánh nam cùng người phụ nữ kia đi ra hai người vừa đi vừa như vậy nhìn ra được nói chuyện cũng hợp nhau hạ cánh nam thỉnh thoảng còn cười cười người phụ nữ kia thì không cần phải nói nụ cười trên khóe miệng chưa từng nhạt đi giọng của thu lam lại truyền đến hưởng thụ cảm giác thành tựu mà công việc mang đến tất nhiên sẽ phải trả giá sao có thể chuyện tốt gì cũng để một người chiếm hết ông trời cho anh ta nhan sắc lại cho anh ta năng lực cũng đã là thiên vị doãn nhất kiều thu hồi tầm mắt tiếp tục trò chuyện cùng thu lam đúng vậy anh ta so với những người đàn ông khác đã có rất nhiều rồi bỏ qua đề tài này nói sang chuyện chính tớ gọi điện thoại cho cậu là muốn cậu tham mưu một chút cho tớ có chuyện này tớ rốt cuộc có nên làm hay không? Thu Lam cười, chế nhạo cô, không phải cậu vẫn luôn coi thường e quy của tớ sao? Còn dám tìm tớ thương lượng chuyện đại sự? Doãn nhất kiều, ba ông thợ dày còn hơn gia các lượng. Thu Lam Có tin tớ cho cậu vào sổ đen không? Doãn nhất kiều, được rồi, không nói đùa nữa, nghiêm túc đây. Thu Lam, ừ, cậu nói đi. Doãn nhất kiều, tớ với triệu mạng địch vẫn luôn không hợp nhau cái này cậu cũng biết rồi tớ không nói nhiều nữa cô và triệu mạng địch phụ trách hai tổ dự án khác nhau dù sao thì các loại cạnh tranh đều phải có từ tài nguyên đến nhân viên thu lam hỏi sau đó thì sao cười nói cậu muốn hỏi tớ là nếu cậu và triệu mạng địch đánh nhau thì hạ cánh nam sẽ đứng về phía ai à doãn nhất kiều tớ mà lâu như vậy sao cô nói kỹ càng tỉ mỉ với thu lam là thế này chỗ tớ có một chuyên gia phân tích mới đến trước kia làm ở tổng bộ cùng ông chủ bọn tớ hoàn thành dự án năng lực không phải nói tớ đến tổng bộ họp cũng gặp qua một lần xinh đẹp lại thông minh đương nhiên tính tình cũng không vừa cường thế tuy rằng làm công việc chuyên gia phân tích vất vả nhất nhưng năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất giỏi cũng không hề kém tớ thu lam kỳ quái không kém cậu vậy còn làm phân tích công việc vất vả nhất mà tiền ít nhất ở ngân hàng đầu tư có lẽ chính là chuyên gia phân tích doãn nhất kiều trong nhà có tiền tới đây cũng không phải vì tiền lương đại khái chính là muốn tự mình trải nghiệm mở mang tầm mắt cho nên chức vị gì cũng không sao cả chủ yếu chính là muốn tiếp xúc nhiều với những dự án phức tạp thu lam gật gù khó trách cô cười hỏi doãn nhất kiều cậu sợ chuyên gia này đoạt mất nổi bật của cậu sẽ hấp dẫn hạ cánh nam Doãn Nhất Kiều bất đắc dĩ ấn ấn giữa mày, mẹ nó, trong đầu cậu đừng có cả ngày nghĩ đến mấy chuyện lung tung vớ vẩn được không? Thu Lam Vậy cậu nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì, nói trọng điểm? Doãn Nhất Kiều, trọng điểm chính là, tớ thích phụ nữ xinh đẹp gợi cảm mạnh mẽ lại có năng lực, trên tay tớ có dự án IPO, tớ muốn chuyên gia phân tích này đến đội của tớ, nhưng Hạ Cánh Nam lại đưa cô ấy cho đội của Triệu Mạng Địch, cho nên... Thu Lam tiếp lời, cho nên cậu muốn đi đòi mỹ nữ kia sang đội của cậu nhưng lại sợ hạ cánh nam không đáp ứng thì cậu không có mặt mũi có phải không doãn nhất kiều ừ một tiếng thanh âm còn rất nhỏ thu lam dùng câu nói cũ trước đây cậu nói với tớ tặng lại cho cậu da mặt dày một chút ăn nhiều thêm một miếng thịt hai ta cùng nỗ lực nào doãn nhất kiều thiếu chút nữa bị sặc chết cút đi ngắm nam thần của cậu đi thu lam ném điện thoại lên ghế phụ nhìn sân thể dục bên kia đêm nay là đêm bình an sân thể dục chỉ có hai ba người chạy bộ hàng phái không tới hàng phái và tần thư còn đang trên đường đến một sân thể dục khác đêm nay gió đông bắc còn lạnh thấu xương hơn mấy hôm trước thổi vào người như cắt vào da tần thư cảm giác chỗ mắt cá chân như có dao nhỏ lẹm qua lạnh đến phát đau cô dậm chân một cái sưởi ấm nhưng chẳng có tác dụng gì cô không khỏi nhìn áo gió trên người hàng phái nếu có thể buộc bên hông chắn gió cho cô một chút thì tốt rồi nhưng bên trong anh chỉ mặc đồ vận động cởi ra cũng sẽ bị đông lạnh đến chết em nhìn gì đấy hàng phái nghiêng mắt anh biết rõ còn cố hỏi tần thư đành phải ăn ngay nói thật lạnh hàng phái dừng lại chân lạnh tần thư gật đầu thật ra chỗ nào cũng lạnh nhưng trên chân lạnh nhất không có gì che chắn mắt cá chân đều lộ ở bên ngoài hàng phái ai bảo em không đi tất tần thư tiếp lời có phải anh còn muốn nói là đáng đời em không? Hàng phái cười, còn biết tự mình hiểu lấy. Tần Thư, đại khái là đá người thành quen, sau đó không hề nghĩ ngợi đã cho hàng phái một đá. Hàng phái bất đắc dĩ cười, tự mình không đi tất còn trách anh. Anh đi đến phía trước nhìn nhìn, cách đó không xa có cái ghế dài, cầm dương lên, đến bên kia ngồi đi. Tần Thư, ngồi cũng lạnh. Hiện tại cô thật hối hận nhưng cũng không thể lâm trận lùi bước là cô nhất định muốn đi chạy bộ cùng anh. Hàng phái không lên tiếng, lôi kéo cô bước đi nhanh, tới trước ghế dài, ngồi xuống. Tần Thư ngồi xong, anh muốn chắn gió cho em à. Vậy lát nữa đứng lên vẫn lạnh. Hàng phái ngồi sổng xuống, nắm lấy mắt cá chân cô, lạnh như băng, anh cởi cả giày trên chân cô ra, xốc đồ thể thao của mình lên, trực tiếp đặt chân cô vào trong quần áo anh. Cả người Tần Thư khẽ run, hai chân trực tiếp dựa vào bụng nhỏ ấm áp của anh dòng nước ấm từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân tần thư sợ anh lạnh theo bản năng muốn lùi chân về lại bị hàng phái dùng sức ấn xuống đừng nhúc nhích cô liếc anh như vậy anh sẽ lạnh hàng phái nhìn cô anh không sao sao có thể không sao khi vừa tiếp xúc anh cũng lạnh đến rùng mình một cái trong bóng đêm hai người vừa mở miệng đã có một làn sương trắng bay ra sau đó ai cũng không nói nữa cô ngồi ghế anh ngồi xổm hai người cứ như vậy ngóng nhìn đối phương ánh mắt sâu đủ để thấu tới đáy lòng nhau có một loại tình cảm trong chớp mắt này lặng lẽ sinh ra sau đó cắm rễ nảy mầm qua vài giây tần thư thật sự băn khoăn đề nghị cứ che như vậy cũng vô dụng trong chốc lát đứng lên vẫn lạnh chúng ta chạy bộ đi chạy thì không lạnh lần đầu tiên cô đau lòng vì một người hàng phái vẫn không nhúc nhích ủ ấm đi tất cho em anh một tay nâng hai chân cô một tay với vào trong túi áo gió, bên trong là đôi tất anh mua cho cô, là loại mà hàng sầm nói tương đối thời thượng, có thể bọc ngoài quần. Anh không thể nhìn mắt cá chân cô lộ ra bên ngoài, từ lần đầu tiên gặp mặt đã có ý nghĩ như vậy. Thấy đôi tất anh lấy ra, là đôi tất nữ sọc đen trắng. Tần thư hơi giật mình, anh có tất à? Từ hàng phái thay đổi tư thế nửa ngồi xổm gác hai chân cô lên đùi anh, bắt đầu bóc bao bì. Tần thư kinh ngạc nhìn anh, Ngoài trừ ông nội, hàng phái là người đàn ông thứ hai mang tất theo bên mình. Cô tò mò, anh còn mang tất theo à? Hàng phái, quà Giáng sinh cho em. Tần Thư. Vậy sao anh không sớm đưa cho em, vừa rồi em đi tất thì tốt rồi. Một đôi chân lạnh băng dán vào người anh, nghĩ lại cũng thấy lạnh thay anh. Hàng phái ngước mắt liếc cô một cái, không để em lạnh đến không chịu đựng nổi, em sẽ nguyện ý đi sao? Tần Thư. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể